Chị Nguyên, chào tất cả các anh các chị đã tham gia chương trình talk show ngày hôm nay. Như nội dung của chương trình chị Nguyên có chia sẻ ban đầu thì mình sẽ nói về tập trung là các cái kiến thức về bánh mì, là những dòng bánh lên men. Thì em cũng giới thiệu lại về bản thân, em tên là Hà. Em là chuyên viên trong phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm của công ty Protos Grand Play Việt Nam, và có hơn 9 năm tập trung nghiên cứu về mảng bánh mì là những dòng bánh lên men. Thì phần tiếp theo như cái nội dung của cái buổi talk show là mình sẽ nói về những cái khó khăn và thách thức mà những người thợ bánh của mình đang gặp phải khi mà mình làm các cái dòng bánh mì. Thì đầu tiên là mình mong muốn cái chất lượng bánh của mình nó phải đồng đều về mặt hình dạng, tức là về mặt cái ngoại quan của bánh, đồng thời là về cấu trúc và chất lượng của bánh. Đây là một trong những cái khó khăn mà người thợ bánh mình gặp phải khi mà mình mở tiệm hay là mình có cái chuỗi cửa hàng. Thì cái việc mà làm sao để cho cái chất lượng bánh của mình nó giữ được cái độ ổn định nó không hề dễ dàng. Vậy thì để giải đáp phần nào những cái thắc mắc của mình, nguyên nhân vì sao mà cái chất lượng bánh của mình nó khó giữ được sự đồng đều như vậy và cách mình xử lý như thế nào, thì đầu tiên mình đi tới cái phần giải thích về sao mà những cái yếu tố nào nó tác động đến cái chất lượng bánh mì của mình. Thì bánh mì, những cái yếu tố mà nó quyết định đến chất lượng bánh mì thì nó gồm có, nó đi từ nguyên liệu, nó đi từ công thức, nó đi từ quy trình. Và đối với bánh mì, nó là những cái dòng sản phẩm bánh lên men, nó làm việc với vi sinh vật sống, cho nên là cái yếu tố mà quyết định chất lượng của nó thì nó là cái sự tổ hợp của cả ba cái yếu tố này. Không có yếu tố nào quan trọng hơn cái yếu tố nào nha các anh chị. Đây là cái những cái để làm bánh mì thì đây là những cái nguyên liệu mà các anh chị mình sẽ thường thấy trong bất cứ một cái công thức bánh mì nào. Lúc nào mình cũng sẽ có bột mì, mình có nước, có muối, có men, có phụ gia. Một chút xíu nữa thì mình sẽ đi rõ vào chi tiết phụ gia là gì và tại sao mình lại cần có cái sự xuất hiện của phụ gia trong cái công thức bánh mì. Và tùy thuộc vào cái ứng dụng bánh mì của mình là công thức bánh mì lạt hay bánh mì ngọt mà mình sẽ có thêm những cái nguyên liệu khác như là trứng, đường, chất béo, sữa. Vậy thì bây giờ mình đi vào lần lượt từng nguyên liệu một để mình tìm hiểu xem thử vai trò của từng nguyên liệu đó nó có cái tác động gì đến cái chất lượng bánh. Thì đầu tiên là bột mì. Bột mì nó làm cái thành phần không thể thiếu trong bất cứ một cái công thức bánh mì nào. Vậy thì trong bột mì của mình á, các anh chị khi mình mua bột mì lúc nào mình cũng sẽ để ý tới cái hàm lượng protein. Mình lựa chọn bột mì làm bánh ngọt thì cái hàm lượng protein của mình cũng sẽ khác. Mình lựa chọn bột mì để làm bánh sandwich hay là bánh bun thì cái hàm lượng protein nó cũng đòi hỏi khác. Hay là mình muốn làm các dòng bánh mì sourdough, bánh mì baguette thì mình cũng sẽ chú ý vào cái hàm lượng protein nó cần phải nó cao hơn để nó đảm bảo cái chất lượng bánh cuối cùng của mình nó đạt được cái chất lượng tối đa. Vậy thì tại sao cái hàm lượng về protein nó lại quan trọng với cái chất lượng bánh mì đến như vậy? Xin lỗi các anh chị. Thì ở đây trong cái thành phần protein của bột mì á, thì mình sẽ có cái hai cái thành phần trong protein nó sẽ giúp để nó tạo nên cái mạng lưới gluten cho cái bánh mì của mình. Đó là lý do vì sao mà khi mình đánh trộn bột á, lúc nào mình cũng sẽ kiểm tra xem thử cái mạng gluten của mình nó đạt chưa. Khi nào cái mạng gluten nó đạt rồi, lúc đó mình mới lấy ra để mình thao tác để mình làm bánh mì. Và ngoài ra thì cái trong bột mì của mình nó còn có cái hàm lượng tinh bột, và chính cái hàm lượng tinh bột này á, nó sẽ giúp để cung cấp cái lượng đường, gọi là lượng thức ăn cho con men nó ăn, để nó tạo ra cái khí nhờ vào đó mà cái bánh của mình nó mới nở lên trong cái quá trình mà mình ủ. Cái nguyên liệu tiếp theo không thể thiếu trong bánh mì đó là men. Bánh mì là những cái dòng sản phẩm bánh lên men, do đó men nó đóng một cái vai trò cực kỳ quan trọng, không thể thiếu trong bất cứ một cái công thức bánh mì nào. Và men thì ở ngoài thị trường các anh chị mình sẽ thấy nó có rất là nhiều các cái loại men khác nhau. Mình có men tươi, mình có men khô, mình có men tự nhiên. Men tự nhiên thì thông thường là các anh chị mình tự nuôi. Vậy thì men nó đóng cái vai trò gì? Hiển nhiên rồi, bánh mì mà mình không có men thì chắc chắn bánh mì của mình nó không nở lên. Vậy thì ở đây các anh chị nhìn thấy nó một cái ví dụ như là cái men nó thổi cái quả bóng này nở lên, thì mình tưởng tượng là cái quả bóng này nó giống như cái mạng gluten của mình tạo thành ban đầu trong quá trình nhồi bột vậy. Và cái việc mà mình đưa men vào thì nó sẽ giúp tạo ra khí và nó làm cho cái đồ bột của mình nó nở lên. Cái nguyên liệu tiếp theo đó là muối. Thì khi mà mình làm bánh mì có thể các anh chị mình lâu lâu mình cũng có thể bỏ quên muối, hoặc là mình lại bỏ quá nhiều muối.
Vậy thì muối ngoài cái việc là nó tạo cái vị cho bánh mì của mình ra thì nó còn có những cái tác động nào khác nữa không? Thì đối với muối á, nó sẽ đóng góp vào cái một một trong những cái vai trò của muối á, đó là nó sẽ đóng góp vào cái việc hình thành cái mạng gluten cho cái đồ bột của mình. À, thì nếu như mà không có sự có mặt của muối thì cái mạng gluten của mình nó sẽ rất là khó hình thành, và cái mạng gluten của mình nó không có đủ khỏe, nó không có đủ độ dẻo dai để nó giữ cái lượng khí do con men nó tạo ra trong cái quá trình mà nó lên men, và nó cũng giúp một phần để nó kiểm soát cái quá trình lên men. Thì như ở đây các anh chị mình sẽ nhìn thấy trong cái hình ở trên cái màn hình á, là những chiếc bánh mì với lại những cái hàm lượng muối khác nhau. À, nếu như mà các anh chị mình quên bỏ muối đi thì các anh chị mình sẽ thấy là ở trong cái cấu trúc ruột bánh á, nó rất là hỗn loạn, cái cấu trúc nó tại vì cái mạng gluten của mình nó hình thành nó không có tốt, thì cái khả năng mà giữ khí và phân bổ khí ở trong cái ruột bánh á, nó không đều, dẫn đến cái cấu trúc ruột bánh của mình không đồng đều. À, nếu như cái hàm lượng muối tối ưu của mình nó đâu đó các anh chị mình cũng có thể làm 1%, 1.5% hay là 2% muối, thì cái hàm lượng đó nó khá là tốt cho cái mạng gluten của mình, do đó cái cấu trúc bánh và cái hình dạng bánh nó cũng cũng tốt hơn, nó đẹp hơn. Và nếu như mà vì một lý do nào đó mình đã bỏ muối rồi mà mình quên mất, mình lại bỏ tiếp muối thêm nữa, thì cái việc mà mình có nhiều muối quá nó trong cái công thức bánh của mình á, thì nó sẽ làm cho cái quá trình lên men nó bị ức chế, và dẫn nên bánh của mình nó không có nở được. Và cái nhìn thấy là với cái việc mà mình sử dụng tới 10% muối á, thì cái cấu trúc ruột bánh của mình nó đặc thì nó nở không có được. Làm bánh mì chắc chắn không thể thiếu nước, và cái vai trò của nước ở đây thì nó giúp để nó hòa quyện các cái nguyên liệu lại với nhau, nó hòa tan, và nước nó sẽ đóng vai trò để nó giúp cho cái việc hình thành cái mạng gluten. Nếu như bột mì mà không tiếp được tiếp xúc với nước á, thì chắc chắn cái mạng gluten của mình nó không thể hình thành được. Và nước được xem như là một cái nguyên liệu rẻ nhất để nó làm cho cái bánh của mình trở nên tươi hơn. Và đồng thời với cái việc mà mình có nhiều nước, nước thì được xem như là cái giá của nó xem như là không đồng, cho nên cái việc mà khi mà mình càng có nhiều nước ở trong công thức bao nhiêu á, cái lượng bánh mà mình tạo ra sau cùng á, nó được nhiều hơn, do đó là về cái lợi nhuận của mình nó cũng sẽ tăng thêm. Ngoài ra thì đối với lại những công thức bánh mì mềm này, như là bánh xốp bân, bánh sandwich hay bánh brioche, thì nó sẽ có thêm những cái nguyên liệu khác nữa, như là sữa, chất béo hay là trứng. Vậy thì sữa, khi mà mình đưa sữa ở đây là sữa sữa nước nha các anh chị, sữa tươi á, chứ không phải sữa bột nha, thì nó sẽ giúp làm cho cái đồ bột của mình nó dễ giãn ra, nó giúp góp phần tạo nên vị, và nó cũng giúp để cho cái bánh của mình nó tạo cái màu được tốt hơn. Chất béo ở đây thì mình cũng có thể là dầu, có thể là shortening, có thể là margarine, cũng có thể là bơ động vật. Thì nó là chất béo nói chung, thì cái việc mà mình đưa thêm cái chất béo vào trong cái công thức của mình á, thì nó sẽ giúp làm tăng cái độ mềm cho ruột bánh, và đồng thời cái chất béo này nó đóng vai trò như là một cái chất bôi trơn để cho cái mạng gluten của mình nó dễ co giãn hơn, nhờ vào đó mà cái thể tích bánh của mình nó cũng sẽ tăng lên. Ngoài ra thì có một cái nguyên liệu mà các anh chị mình thường xuyên sử dụng và nó cũng rất là dễ tìm kiếm, đó là trứng. Thì trứng nó cũng sẽ góp phần làm tăng cái thể tích, tăng cái độ nở của bánh, đặc biệt là trong những cái công thức có nhiều chất béo thì nó sẽ giúp để liên kết cái pha nước và pha béo lại với nhau, để cho cái đồ bột của mình nó trở nên nó đồng nhất hơn, nhờ cái hàm lượng lecithin có trọng ở trong cái lòng đỏ của trứng, thì nó sẽ đóng vai trò như là một cái chất nhũ hóa để nó kết nối hai cái pha béo và pha nước lại với nhau. Cái nguyên liệu tiếp theo mà nó có rất là nhiều tranh cãi, bởi vì em đi khi mà em đi hỗ trợ kỹ thuật và em cũng gặp được rất là nhiều các câu hỏi của anh chị rằng là phụ gia là gì, phụ gia nó có hại, phụ gia nó không tốt, vậy thì mình có nên sử dụng phụ gia hay là không. Vậy thì để trả lời câu hỏi rằng là phụ gia là gì và cái lý do vì sao mình lại cần có phụ gia trong cái công thức bánh mì, không có thì có được hay không, và cái việc sử dụng phụ gia thì nó có gây hại gì cho đến sức khỏe con người hay không á, thì mình cũng đi vào chi tiết mình tìm hiểu xem thử rằng là cái thành phần của phụ gia là gì. Thì như các chị mình, nếu như các chị mình mua cái gói phụ gia, bất cứ một gói phụ gia nào của Protos hay của bất cứ một công ty nào khác, thì mình đều nhìn thấy trên, mình có thể đọc cái thành phần ở trên cái nhãn của sản phẩm á, thì các anh chị mình sẽ luôn thấy á, là nó sẽ có tinh bột, hoặc nó có thể là tinh bột sắn, nó sẽ có bột mì. Thì đối với bột mì hay tinh bột sắn nó chỉ mang cái vai trò, nó là cái chất mang, nó chất mang là để nó pha trộn các cái nguyên liệu khác, các cái thành phần khác như là enzyme nhũ hóa hay là vitamin C, để nó phân bổ đều trong cái hỗn hợp sản phẩm phụ gia đó, để cho mục đích của nó là khi mà mình cân, nó thao tác cân của mình nó sẽ dễ hơn. Tại vì với những cái nguyên liệu như là enzyme hay nhũ hóa hay là vitamin C thì cái hàm lượng mà mình sử dụng nó rất là nhỏ, và cái việc mình cân những cái hàm lượng nó nhỏ như vậy thì nó rất là dễ bị sai số.
Cho nên á, là các cái nhà sản xuất họ sẽ trộn cái chất mang này vào nhằm cái mục đích á, là để cho cái thao tác cân của mình nó trở nên dễ dàng hơn, và cái việc phân bổ các cái nguyên liệu mang tính gọi là kỹ thuật vào bên trong á, nó sẽ phân bổ đều trong cái hỗn hợp sản phẩm của mình hơn. Cái nguyên liệu tiếp theo mà các anh chị sẽ thấy trong bất cứ cái Imbru và nó cũng sẽ có, đó là vitamin C, hay là thậm chí các anh chị thợ bánh của mình còn tự mua các cái hũ vitamin C về để mình tự bỏ vào trong cái đồ bột mì của mình nữa. Và vitamin C thì các anh chị mình biết rồi ha, bản thân mình nó là một cái nguyên liệu rất quen thuộc, và cái vai trò của vitamin C ở đây nó giúp cho cái đồ bột của mình nó khỏe hơn. Thì cái việc có mặt của vitamin C, cái đồ bột của mình nó khỏe hơn thì nó sẽ giúp cho cái chất lượng bánh của mình, cái độ nở của bánh á, nó cũng sẽ tăng lên. Và vitamin C thì nó cũng sẽ đóng góp cái vai trò để nó làm hình thành cái mạng gluten của mình trở nên nhanh chóng hơn và trở nên tốt hơn. Một cái nguyên liệu tiếp theo đó là chất nhũ hóa. Thì chất nhũ hóa, ví dụ như ở trong lòng đỏ trứng thì mình cũng có cái thành phần lecithin, nó cũng là chất nhũ hóa. Thì cái vai trò của chất nhũ hóa là để nó liên kết giữa cái pha nước và pha béo và pha khí lại với nhau để nó tạo thành cái hỗn hợp đồng nhất. Thì khi hỗn hợp của mình đồng nhất thì tất nhiên là cái chất lượng bánh của mình ấy, nó sẽ tốt hơn. Cái nguyên liệu tiếp theo á, là enzyme. Thì enzyme á, mình nghe cái từ enzyme nó khá là lạ lẫm. Đôi lúc mình cảm thấy rằng enzyme nó là một cái gì đó nó quá xa lạ, nhưng mà thực ra enzyme á, nó có mặt ở khắp nơi xung quanh chúng ta. Nó có ở trong các cái loại thực vật, động vật, con người. Ví dụ như là trong tuyến nước bọt của mình thì cũng có amylase, là một cái loại enzyme mà nó giúp nó phân hủy cái tinh bột. Đó là lý do vì sao mà khi mà mình ăn cơm á, mình nhai chậm, mình nhai lâu á, thì mình sẽ cảm thấy nó rất là ngọt, bởi vì nhờ cái amylase ở trong cái tuyến nước bọt nó làm phân hủy cái tinh bột và làm tạo thành đường. Mình ăn mình cảm thấy ngọt hơn. Mình cũng tìm thấy các loại amylase enzyme tự nhiên có trong bột mì này, có trong men, hay là có trong các loại vi khuẩn khác. Và thậm chí là các anh chị mình khi mà mình đi mình gặp vấn đề về tiêu hóa chẳng hạn á, thì thường các anh chị mình ra hiệu thuốc, các anh chị mình sẽ tìm hai cái sản phẩm, một là men vi sinh hay là men tiêu hóa. Thì đối với men vi sinh nó là cái vi sinh vật để nó giúp cho cải thiện cái hệ thống vi sinh vật trong cái đường ruột của mình. Còn men tiêu hóa nó chính là cái enzyme để nó giúp tiêu hóa cái thức ăn của mình trở nên tốt hơn. Cho nên là enzyme nghe thì nó lạ lẫm thôi, nhưng mà thực ra nó tồn tại xung quanh chúng ta, nó tồn tại trong cuộc sống đời thường của chúng ta luôn. Và enzyme thì nó không phải là một cái vi sinh vật sống, nó là các cái phần tử protein, và ở đây nó đóng vai trò như là một cái chất xúc tác sinh học, và nó giúp thúc đẩy các cái phản ứng diễn ra trong cái đồ bột của mình diễn ra được nhanh hơn và hiệu quả hơn. Đối với vitamin C á, thì ở đây mình sẽ nói về cái vấn đề là tại sao mà phụ da nó lại mang một cái hình ảnh khá là tiêu cực, và mang một cái suy nghĩ là cái phụ da nó không tốt cho sức khỏe. Bởi vì trước đây á, trong lịch sử á, thì người ta có sử dụng những cái nguyên liệu đóng vai trò chức năng giống như là vitamin C, là một cái chất chống oxy hóa, đó là chất bromat. Thì cái chất bromat này á, nó sẽ giúp cho cái đồ bột của mình cực kỳ khỏe, làm cho nó có thể là chống chịu được rất là nhiều cái tác động từ bên ngoài đến cái đồ bột của mình, để đảm bảo cái chất lượng bánh của mình lúc nào nó cũng ổn định. Tuy nhiên á, là bromat nó là một cái chất mà nó có khả năng gây ung thư, cho nên nó đã bị cấm sử dụng trên toàn thế giới luôn. Cho nên các anh chị mình cũng không có lo ngại rằng á, là phụ gia bây giờ nó có chứa những cái chất cấm đó. Thì bây giờ những cái nguyên liệu mà mình thay thế cho cái bromat đó bây giờ nó là cái vitamin C. Mà vitamin C thì các anh chị mình biết là nó cũng không có hại gì cho sức khỏe của người người tiêu dùng, người ăn những cái sản phẩm bánh mì. Thì đó là những cái lý giải để cho mình cũng làm rõ với mình rằng á, là phụ gia nó, những cái nguyên liệu để mình sử dụng trong phụ gia nó cũng là những nguyên liệu quen thuộc, và nó không hoàn toàn, nó không có một cái tác hại gì đến cái sức khỏe của con người. Cái việc mà những cái phụ gia trước đây mà nó có những cái thành phần mà nó gây tác hại đến cơ thể con người thì bây giờ nó đã bị cấm sử dụng rồi. Cho nên mình cũng hoàn toàn mình yên tâm mình sử dụng những cái dòng phụ gia, và vai trò của việc mà mình đưa cái phụ gia vào trong cái công thức bánh của mình á, thì sẽ giúp cho cái chất lượng thành phẩm bánh của mình á, nó trở nên đồng đều hơn. Giúp cho cái bánh của mình nó đạt được cái chất lượng tốt hơn, tốt nhất có thể. Thì đây là cái mình tổng hợp lại những cái phần chia sẻ từ nãy giờ của mình, vai trò của từng nguyên liệu là gì. Thì về bột mì thì mình để ý tới hai cái thành phần chính của nó, đó là gluten và tinh bột. Thì bản thân gluten nó sẽ giúp để tạo khung bánh, và gluten mình xem nó giống như là một cái khung của tòa nhà, và bản thân của nó sẽ sử dụng để nó chứa cái lượng khí cho con men tạo ra. Nhờ vào đó mà bánh của mình nó sẽ nở được tốt hơn, mạng gluten của mình nó càng tốt bao nhiêu, nó càng dẻo dai bao nhiêu, thì cái bánh của mình cái độ nở nó càng tối ưu bấy nhiêu. Và cái hàm lượng tinh bột ở trong một
bột mì thì nó sẽ là cái phần nguyên liệu để nó tạo ra cái đường cho con men nó sử dụng trong cái quá trình lên men. Nước thì nó sẽ giúp hòa quyện các nguyên liệu lại với nhau. Muối ngoài cái việc nó tạo vị ra thì nó còn giúp hỗ trợ hình thành cái mạng gluten của mình trở nên tốt hơn, dẻo dai hơn, và đồng thời đó nó cũng sẽ kiểm soát cái quá trình lên men để nó không có bị lên men nó bị lố. Men sẽ tạo ra khí để cho bánh mì nở lên và đồng thời nó tạo ra cái hương vị bánh lên men ha. Phụ gia thì như nãy giờ mình nói rất là nhiều về phụ gia rồi, thì phụ gia nó sẽ giúp để hỗ trợ tăng cường cái chất lượng bánh của mình. Và thật ra thì cái việc mà mình sử dụng chữ phụ gia thì mình cũng đừng có suy nghĩ nó tiêu cực quá, tại vì như nãy giờ em cũng giải thích về phụ gia là gì, bản chất bên trong nó là gì. Thì ngoài cái việc phụ gia nó giúp cho hỗ trợ cái dòng sản phẩm bánh của mình nó trở nên tốt hơn thì nó không có một cái tác hại gì cho tới cái sức khỏe của mình ha. Và những nguyên liệu khác như là chất béo, như là sữa, như là trứng á, thì nó đóng những cái vai trò khác nhau như là tạo vị, tạo màu, hoặc nó giúp bôi trơn để làm cho cái mạng gluten của mình trở nên dẻo dai hơn. Thì như nãy giờ mình cứ nói đi nói lại, mình nói về mạng gluten, mình nói về con men, thì xoay quanh cái chất lượng bánh của mình nó quyết định bởi cái mạng gluten tạo thành từ bột mì. Hà ơi, trước khi mà mình qua cái phần là quy trình sản xuất bánh mì á, thì có một câu hỏi liên quan tới các cái nguyên liệu á, thì nhờ Hà trả lời luôn là có một khách hàng hỏi là khi cho thêm nhiều nước vào công thức bánh thì có làm cho thời gian ủ bánh lâu hơn không? Em sẽ xin trả lời câu hỏi này như sau. Thứ nhất là về cái lượng nước mình cho vào trong cái công thức bánh, nó sẽ phụ thuộc vào chất lượng bột mì. Có nghĩa rằng là nó không có một cái công thức chung nào, ví dụ như là bánh mì baguette nó phải là 1 kg bột mì là 600 gram nước, hay là 650 gram nước, hay là 700 gram nước. Nó tùy thuộc vào cái chất lượng bột mì, nó tùy thuộc vào cái giống lúa mì, mà nó sẽ quyết định đến cái hàm lượng tối đa nước mà có thể đưa vào trong công thức nó là bao nhiêu. Tại vì cái việc khi mà mình đưa nước nhiều quá vào trong công thức thì cái đồ bột của mình nó cũng sẽ bị nhão, nó khó tạo hình, và cái nước mà nó vượt quá cái khả năng hút nước của mì á, thì nó cũng sẽ không tốt cho cái kết quả, cho cái thành phẩm bánh sau cùng. Và cái việc nước nó đưa vào á, thì nó sẽ không có làm ảnh hưởng gì tới cái việc lên men á. Nó cũng sẽ không làm cho bánh mì của mình nó phải lên men lâu hơn. Không biết là cái câu trả lời như vậy thì có đáp ứng được cái phần thắc mắc của mình không ạ? Nguyễn Hiền ơi, không biết là câu trả lời của Hà như vậy có đáp ứng được cái mối quan tâm của mình không ạ? Bạn trả lời là ok rồi Hà ơi, và mình có thể đi tiếp phần quy trình. Thì đối với bánh mì, mình làm việc với lại vi sinh vật sống, cho nên là ngoài cái việc về các cái nguyên liệu mình sử dụng trong công thức bánh thì cái quy trình nó cũng rất là quan trọng và nó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng bánh của mình luôn. Thì một cái quy trình làm bánh mì bình thường nó sẽ diễn ra qua các cái giai đoạn. Thứ nhất là trộn bột. Trộn bột là cái giai đoạn không thể thiếu được, như nãy mình có giải thích về bột mì ha. Cái quá trình trộn bột này thì nó sẽ giúp để hình thành cái mạng gluten. Và cái mạng gluten này là nó là một cái điều tối cần thiết để đảm bảo cái chất lượng bánh của mình nó đạt tối ưu. Sau khi mình trộn bột xong thì mình sẽ có cái giai đoạn nghỉ bột. Và tùy vào từng cái loại bánh khác nhau mà mình có cái thời gian nghỉ bột khác nhau, tùy vào cái nhu cầu làm bánh như thế nào mà mình cái thời gian nghỉ bột này nó cũng có thể là 5 phút, nó có thể là 10 phút, nó có thể là thậm chí là lên tới 30 phút hay 1 tiếng. Thì nó sẽ tùy vào từng cái ứng dụng bánh khác nhau mà mình có cái thời gian quy định cho cái thời gian nghỉ bột này ha, mình không có một cái quy định chung. Nhưng mà thông thường nhất đối với những bánh dòng bánh như là bánh mì baguette hay là bánh bun, bánh sandwich thì cái thời gian nó thông thường nó sẽ rơi vào khoảng là 10 phút. Và nó còn tùy thuộc vào cái nhiệt độ đô bột của mình đánh xong nữa nha. Nếu như mà mình đánh xong cái nhiệt độ của mình nó cao quá thì cái thời gian nghỉ bột này của mình cũng rút ngắn lại, mình cũng đừng có để cho nó nghỉ nhiều quá. Cái đô bột của mình nó sẽ bị lềnh phềnh, nó bị nở lên á, thì nó sẽ khó để cho mình tiếp tục các cái thao tác phía sau. Thì thông thường đối với quá trình trộn bột này xong á, thì mình nên nghỉ bột. Tại vì mình đã nhào trộn nó rồi mà mình còn thao tác ngay á, thì mình sẽ làm cho cái mạng gluten của mình nó dễ bị rách. Và khi mà nó bị rách thì nó không có đủ cái khả năng để nó giữ cái lượng khí tối ưu nữa. Thì dẫn đến cái bánh của mình, cái độ nở nó sẽ không đạt như mình mong muốn. Do đó mình nên cho nó một cái thời gian nghỉ để nó cái mạng gluten nó hồi lại.
để trước khi mà mình bắt đầu vào cái giai đoạn tiếp theo. Thì sau khi nó nghỉ bột xong rồi ấy, thì mình sẽ đến cái giai đoạn là mình chia bột và tạo hình. Thì tùy vào cái ứng dụng bánh của mình là bánh là bân là bao nhiêu gam thì mình chia bấy nhiêu gam, hay là bánh sandwich thì mình chia bao nhiêu gam, nó sẽ tùy thuộc vào cái khuôn của mình ha. Hay là bánh mì baguette mình mong muốn là bánh mì 200g, 300g, nó sẽ tùy vào từng cái ứng dụng bánh của mình mà mình có cái khối lượng chia bột nó phù hợp. Và cũng tùy vào cái ứng dụng bánh đó của mình là gì mà mình có những cái thao tác tạo hình khác nhau. Và một số các anh chị mình thì mình có thể thao tác bằng tay. Một số các anh chị mình có những cái trang thiết bị máy móc thì mình sẽ tạo hình bằng máy móc. Và sau khi mình tạo hình nó xong rồi á, thì mình sẽ đến cái quá trình ủ bột, hay gọi là quá trình lên men cuối, hay là một số nơi thì các anh chị mình gọi là quá trình hấp bột sau cùng đó. Tức là cái quá trình này là cái quá trình để nó cho cái đô bột của mình nó nở lên, và khi nó đạt được cái thể tích bánh tối ưu rồi thì lúc này mình sẽ nướng bánh. Và cái thời gian ủ bột này thì tất nhiên nó cũng vẫn tùy thuộc vào từng công thức bánh, tùy thuộc vào cái điều kiện ủ, nhiệt độ, độ ẩm, mà cái thời gian ủ nó có thể là 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 5 tiếng, tùy vào cái lượng men mình đưa vào trong công thức là bao nhiêu nữa thì nó cũng sẽ quyết định cái thời gian ủ bột này. Và mình đến nướng bánh, thì nó cũng sẽ tùy thuộc vào trang thiết bị lò của mình. Mình sử dụng lò gia đình thì nhiệt độ nó cũng sẽ khác, mình sử dụng lò quay thì nhiệt độ nó cũng sẽ khác, mình sử dụng lò hộc thì cái nhiệt độ và thời gian nó cũng sẽ khác nhau. Và sau khi mình nướng xong thì cái mục đích của cái việc nướng này là để cho nó chuyển từ cái trạng thái đô bột sống thành cái bánh thành phẩm để mình có thể ăn được. Và mình sẽ tới cái quá trình là mình làm nguội và mình đóng gói. Vậy thì các anh chị mình sẽ để ý là đối với cái đô bột của mình á, nó trải qua những cái giai đoạn trộn bột, chia bột, tạo hình và ủ bột là những cái giai đoạn mà nó chịu rất là nhiều cái tác động lên cái mạng gluten của mình. Nãy giờ mình nói đi nói lại cũng chỉ xoay quanh cái mạng gluten thôi, nó là cái điều kiện tiên quyết để quyết định về cái chất lượng bánh thành phẩm sau cùng của mình. Thì trộn bột nó tác động lên lên cái đô bột của mình, nó tác động quá nhiều lực lên và làm cho cái mạng gluten của mình nó bị gọi là bị stress á. Và chia bột tạo hình cũng vậy và ủ bột cũng vậy. Vậy thì những cái việc mà những cái giai đoạn nó làm stress cái đô bột này của mình á, thì mình cần cái sự hỗ trợ từ các cái dòng improver hay mình gọi là phụ gia. Vì thật ra tiếng Anh khi mà mình nói improver có nghĩa là nó là những cái nguyên liệu nó hỗ trợ chất lượng bánh, nhưng mà khi mà mình dịch qua tiếng Việt mình thì mình hay sử dụng từ phụ gia, vô hình chung mình đánh đồng là nó có ý nghĩa tiêu cực. Tuy nhiên đây vì cái quy trình của nó diễn ra như vậy cho nên mình cần những cái nguyên liệu để mình hỗ trợ. Mình cần vitamin C, mình cần các cái loại enzyme, mình cần các cái loại chất nhũ hóa để nó hỗ trợ, làm sao nó hỗ trợ cho cái đô bột của mình nó trải qua các cái giai đoạn này nó vẫn đảm bảo được cái gọi là nó vẫn đảm bảo được sức khỏe đi của cái mạng gluten của cái đô bột của mình, để đảm bảo cái chất lượng bánh thành phẩm sau cùng của mình đạt được cái mức tối ưu. Và đối với cái bánh của mình sau khi mình nướng xong á, thì lúc này mình không quan tâm gì đến mạng gluten nữa, mình cũng không quan tâm gì đến cái việc nó stress như thế nào nữa. Mà cái vấn đề mình gặp phải khi cái bánh của mình mà nướng chín thành phẩm rồi á, là cái việc mà bánh của mình nó sẽ bị mất dần cái độ tươi. Và thông thường cái mong muốn của mình rằng là cái bánh mình để sau 1 ngày, để sau 2 ngày, để sau 3 ngày thì cái chất lượng, cái cấu trúc bánh của mình nó vẫn tương đồng với lúc mà cái bánh mình vừa mới ra lò. Lúc nào mình cũng có quan niệm là bánh vừa mới ra lò là bánh ngon nhất. Vậy thì mình làm sao, đặc biệt là đối với những anh chị mình kinh doanh á, thì mình làm sao để giải quyết được cái bài toán rằng á, là cái bánh của mình để sau vài ngày cái chất lượng nó vẫn như là bánh mới nướng. Thì lúc này mình cũng có nguyên liệu để mình hỗ trợ, mình giúp cho cái bánh của mình giữ được cái độ tươi nó lâu hơn. Dạ, thì đó là xong cái phần em trình bày về phần nguyên liệu để làm bánh mì cũng như là quy trình làm bánh mì. Mình đi sâu vào, mình phân tích về nguyên liệu, vai trò của nó là gì, và mình cũng đi sâu vào phần quy trình, những tác động nào nó làm ảnh hưởng lên cái chất lượng bánh và cách mà mình xử lý. Vậy thì trong cái quá trình mà bên em chạy chương trình này thì cũng nhận được rất là nhiều cái câu hỏi từ các anh chị. Thì em cũng đi vào cái câu hỏi đầu tiên luôn, đó là cái vấn đề nãy giờ mình nói. Bánh tại sao mà bánh mì nó bị khô cứng, làm sao để tăng độ mềm của bánh mì mềm, làm sao để kéo dài độ mềm của bánh mì mềm. Thì đây là hai cái câu hỏi khác nhau. Cái câu hỏi đầu tiên là làm sao để tăng độ mềm của bánh mì mềm, thì mình dựa vào rất là nhiều các cái công thức và quy trình để mình làm cho cái bánh của mình nó mềm hơn. Vậy thì về mặt điều chỉnh công thức làm sao để cho bánh mì mềm hơn, thì đối với lại bánh mì mềm trong công thức nó có trứng, có sữa, có chất béo thì nó sẽ mềm, có đường nó sẽ mềm, nhiều công thức nhiều đường nó sẽ mềm hơn công thức bánh ít đường. Đó là về vấn đề công thức. Về vấn đề quy trình thì nó sẽ liên quan đến quy trình nướng. Mình đối với những cái bánh mà mình cái size bánh nó nhỏ thì mình lưu ý là cái nhiệt độ nướng của mình nó sẽ cao hơn và cái thời gian nướng của mình rút ngắn lại.
thì nó sẽ làm cho cái bánh của mình đỡ bị khô hơn ở trong lò và dẫn đến bánh mì của mình nó mềm hơn. Thì đó là cái câu hỏi đầu tiên, làm sao để tăng độ mềm cho bánh mì mềm. Thì mình lưu ý về hai cái, thứ nhất là về điều chỉnh về công thức và thứ hai là điều chỉnh về quy trình, đặc biệt là quy trình nướng. Đối với câu hỏi thứ hai á, là làm sao để kéo dài độ mềm của bánh mì. Thì để trả lời được cái câu hỏi làm sao để kéo dài cái độ mềm cho bánh mì ấy, thì mình đi vào cái bước là mình tìm hiểu cái nguyên nhân làm sao, tại sao mà bánh mì của mình nó trở nên khô và cứng. Thì nó có ba cái nguyên nhân sau. Thứ nhất á, là cái bánh mì của mình á, nó sẽ bị mất nước ra môi trường, thì cái bánh của mình nó sẽ bị khô và cứng dần đi. Cái nguyên nhân thứ hai á, là nó xảy ra với những cái bánh mì của mình có nhân. Thì các anh chị mình sẽ thấy là đối với những bánh mì mà nhân sô-cô-la hay là nhân những cái nhân mà nó có cái nền béo nhiều á, thì cái bánh nó sẽ khô nhanh hơn so với lại các cái dòng nhân khác. Vậy thì nó liên quan đến cái việc là nó dịch chuyển nước ở giữa cái đô bánh và cái nhân. Thì cái bánh của mình với những cái nhân mà nó có nền chất béo nhiều á, thì nó sẽ hút nước từ trong cái cốt bánh của mình và làm cho cái bánh của mình trở nên nhanh khô hơn. Cái nguyên nhân tiếp theo nữa đó là sự thoái hóa của tinh bột. Nó hay mình còn gọi là quá trình lại bột á, giống như các anh chị mình làm bánh chưng hay là nấu cơm, nấu xôi gì đó, qua thời gian nó cũng sẽ cứng dần đi. Đó là cái quá trình lại bột, là quá trình mà diễn ra tự nhiên. Đối với bất cứ một cái nền tinh, một loại bánh hay là một loại thực phẩm nền tinh bột nào thì nó cũng sẽ bị cái hiện tượng này. Vậy thì đối với lại hai cái nguyên nhân đầu tiên á, là mất nước ra môi trường và cái sự dịch chuyển để cân bằng nước, thì mình xử lý như thế nào? Đầu tiên á, là mình sẽ điều chỉnh về mặt công thức. Thì đối với lại cái cách đầu tiên á, mình điều chỉnh trong công thức là mình sẽ tăng nước ở trong công thức lên. Thì cái việc mà mình tăng nước này thì nó sẽ giúp làm tăng cái lượng ẩm ở trong bánh. Thì cái quá trình mà nó mất nước ra môi trường á, nó cũng sẽ đỡ làm cho bánh mình bị khô hơn. Và cái việc mà mình thêm nước thì cái lượng bánh thành phẩm sau của mình á, cũng sẽ nhiều hơn, tăng về vấn đề lợi nhuận hơn. Tuy nhiên á, cái việc mà mình tăng nước quá nhiều á, thì cái đô bột của mình nó cũng sẽ dẫn đến cái hiện tượng là nó bị nhão và nó rất là khó tạo hình. Và cái việc mà mình tăng nước như thế nào nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái chất lượng bột mì. Có những loại bột mì thì nó có khả năng hút nước rất là cao, và có những loại bột mì thì cái khả năng hút nước của nó rất là hạn chế. Cái thứ hai á, là ngoài cái việc mình tăng cái ẩm lên thì mình sẽ tăng cái khả năng giữ ẩm. Có nghĩa là có thể là trong công thức mình tăng rất là nhiều nước, mình tăng ẩm lên rồi, nhưng mà cái cấu trúc bánh của mình nó không giữ được cái lượng ẩm đó thì nó sẽ vẫn bị mất ra bên ngoài. Vậy thì bên cạnh cái việc mình tăng ẩm lên thì mình phải tăng cái khả năng giữ ẩm nữa. Thì có rất là nhiều cách để tăng cái khả năng giữ ẩm ở trong bánh. Thứ nhất là mình tăng cái lượng đường lên. Mình tăng lượng đường lên thì trong công thức thì nó cũng sẽ giúp để tăng cái khả năng giữ nước. Tuy nhiên cái việc tăng đường thì nó sẽ làm cho cái bánh của mình cái vị ngọt nó tăng. Và nó cũng sẽ làm ảnh hưởng đến cái quá trình hình thành cái đô bột của mình. Và hiện nay thì các anh chị mình cũng thấy là cái việc mà sử dụng đường thì nó cũng không có thực sự là được nhiều người thích lắm, bởi vì là họ lo ngại về cái vấn đề về sức khỏe từ đường tới, cho nên là họ cũng thích những cái sản phẩm mà ít đường hơn. Ngoài ra thì mình cũng có thể là bổ sung thêm các cái nguyên liệu để nó giữ nước, như là glucose syrup hay là các cái nguyên liệu có tên như là sorbitol hay glycerol, thì nó cũng sẽ giúp để tăng cái khả năng giữ nước ở trong bánh. Tuy nhiên là những cái nguyên liệu này thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới vị của bánh. Ví dụ như là glycerol mà mình sử dụng nhiều quá thì nó sẽ tạo cái hậu vị của bánh hơi đắng đắng, hơi nhẫn nhẫn. Hoặc là một cách nữa là mình có thể sử dụng bổ sung thêm các cái tinh bột biến tính vào trong công thức, thì nó cũng sẽ giúp làm tăng cái khả năng giữ nước ở trong bánh. Ngoài ra thì để tăng cái độ mềm cho bánh thì mình cũng lưu ý đến việc mà tăng thêm các cái nguyên liệu như là chất béo, bơ hay dầu hay margarine. Tuy nhiên thì chất béo mình tăng quá nhiều thì thứ nhất là nó sẽ ảnh hưởng tới sự hình thành của đô bột. Và mặc dù trước đó mình có nói rằng là chất béo thì nó sẽ đóng vai trò như là chất bôi trơn cho cái mạng gluten của mình, để giúp cho cái mạng gluten của mình nó nở lên tốt hơn. Tuy nhiên là với cái mức chất béo từ 1%, từ 0% cho đến 7% thì mình sẽ quan sát thấy là cái thể tích bánh của mình nó nở dần lên, nó nở lớn hơn. Tuy nhiên nếu như mà mình vượt qua cái ngưỡng là từ 8% chất béo trở lên thì nó sẽ làm cho cái thể tích bánh của mình nó lại giảm xuống, bởi vì nó ảnh hưởng tới cái sự hình thành của đô bột. Và cái việc mà mình tăng chất béo lên thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới giá thành nữa. Ngoài ra thì mình cũng có thể thay một phần nước bằng sữa tươi. Thì ở ngoài em cũng thấy rất là nhiều anh chị mình áp dụng cái cách làm này.
là mình thay nước bằng sữa tươi để giúp cho cái bánh của mình nó tăng cái độ mềm tốt hơn, hoặc là mình tăng trứng lên trong công thức thì nó cũng sẽ làm cho cái bánh của mình nó mềm tốt hơn, và hiển nhiên nó sẽ liên quan đến giá thành. Bánh của mình mềm hơn, ẩm hơn, ngon hơn, tươi lâu hơn thì dĩ nhiên giá thành của mình nó cũng sẽ có sự thay đổi. Cái vấn đề thứ hai là liên quan đến cái sự mà dịch chuyển nước ở trong cái cốt bánh và nhân bánh á. Thì như các anh chị mình sẽ thấy là nếu như mà cái bánh của mình, cái nhân bánh của mình mà nó nền nước nhân bánh cái lượng nước nó sẽ nhiều hơn cái cốt bánh, và nó dẫn đến cái việc đó là cái nước từ trong cái nhân nó đi ra cái cốt bánh như thế này. Còn nếu như mà trong cái nhân bánh của mình là những cái nhân nền béo á, thì cái ẩm ở trong cái nhân nó sẽ ít hơn so với lại cái cốt bánh, thì nước nó lại đi ngược từ cốt bánh vào làm cho cái bánh mì của mình nó khô nhanh hơn. Do đó là đối với những công thức bánh có nhân đó, thì mình cũng lưu ý mình điều chỉnh cái sự cân bằng về ẩm giữa cái cốt bánh và cái nhân bánh, thì nó sẽ giúp để cho cái bánh của mình nó giữ được cái độ mềm lâu hơn. Cái thứ hai là về vấn đề về điều chỉnh quy trình. Thì như hồi nãy em cũng có nói về cái điều chỉnh quy trình ở chỗ quy trình nướng này. Thì đối với lại những cái bánh mà mình thấy là cái size bánh nó càng nhỏ, thì các anh chị mình thấy ở đây là cái ví dụ về bánh bân đi, là cái khối lượng đô bột sống của nó chỉ 70-80 gram thôi, thì cái nhiệt độ nướng của mình nó phải nằm 180 độ. Còn nếu như mà nếu như các anh chị mình đang nướng ở 180 độ thì mình sẽ tăng cái thời gian, cái nhiệt độ nướng lên, và mình giảm cái thời gian nướng xuống, thì nó sẽ giúp cho bánh mình nó giữ cái độ mềm và độ tươi lâu hơn. Đối với lại những cái dòng, và tất nhiên cái nhiệt độ ở đây thì nó tùy thuộc vào từng lò nha các anh chị. Nếu như ở đây nó chỉ là một cái ví dụ về cái trang thiết bị hiện tại đang có tại cái tại Puratos thôi, thì nếu như mà hiện tại bây giờ các anh chị mình đang nướng ở cái nhiệt độ của cái lò của mình là bao nhiêu á, và mình cảm thấy rằng cái bánh của mình nó đang bị khô quá, thì mình lưu ý là mình tăng cái nhiệt độ lên, và tăng bao nhiêu thì mình phải test tại cơ sở của mình để mình có cái con số nó chính xác. Đối với những cái dòng bánh mì hoa cúc á, là cái khối lượng đô bột các anh chị mình thấy nó nhiều hơn so với lại bánh bân này. Thay vì là 70-80 gram thì nó từ 200 đến 250 gram. Thì lúc này mình cũng cân nhắc về cái nhiệt độ nướng và thời gian nướng. Thì cái thời gian nướng mà nó càng kéo dài á, thì các anh chị mình tưởng tượng giống như là mình đang sấy bánh ở trong lò vậy đó. Thì cái bánh của mình nó mất ẩm nhiều hơn ở trong lò, và dẫn đến cái bánh của mình nó sẽ khô hơn, ngay từ lúc mới nướng nó đã khô rồi. Thì dĩ nhiên là qua thời gian nó thì nó sẽ càng lúc nó càng cứng, nó càng khô hơn. Do đó cái quy trình nướng nó cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái chất lượng bánh thành phẩm sau cùng của mình. Một cái vấn đề nữa liên quan đến quy trình đó là cái việc đóng gói, cái thời điểm mình đóng gói bánh của mình. Tuy nhiên cái việc khi mà mình đóng gói á, thì mình sẽ hạn chế cái việc mà cái ẩm trong cái bánh của mình nó bị mất ra môi trường, làm cho bánh của mình nó khô và nó cứng dần lên. Vậy thì thời điểm bao gói nào là thích hợp? Thì thông thường ở đây cái thời điểm mà bên em lúc nào cũng khuyến cáo cho khách hàng của mình là mình nên đóng gói bánh khi mà cái nhiệt độ tâm bánh của mình nó đạt 35 độ. Thì đối với cái việc kiểm soát cái quy trình đóng gói này thì mình nên có một cái nhiệt kế, và đối với lại cái việc mà mình set up cái quy trình đóng gói thì mình áp dụng cho cái bánh đó, mình lấy ra và mình đo, mình xem thử là mất khoảng bao nhiêu thời gian để cái bánh, để cái nhiệt độ bên trong tâm bánh nó đạt 35, và mình set up cái đó lên cái quy trình đóng gói của mình. Thì mỗi một cái dòng bánh khác nhau, mỗi một cái size bánh khác nhau, thì cái thời gian mà nó làm nguội để nó sẵn sàng cho cái việc đóng gói nó cũng sẽ khác nhau. Dĩ nhiên là bánh càng nhỏ thì cái thời gian nó làm nguội ở bên ngoài nó sẽ càng ngắn, và cái việc mà khi mà mình để ở bên ngoài càng lâu thì cái bánh của mình nó càng nhanh bị khô, bị cứng hơn, tại vì cái thời gian nó bị mất ẩm ra môi trường nó nhiều hơn. Và nếu như mình đóng gói sớm quá, khi cái nhiệt độ nó cao hơn 35 thì khi mình đóng gói, các anh chị mình sẽ nhìn thấy là nó có tụ hơi nước ở trong cái bao bì, làm cho cái bánh mình dễ bị mốc hơn. Cho nên cái nhiệt độ 35 độ ở tâm bánh nó là cái nhiệt độ tối ưu để mình có thể đóng gói cái dòng sản phẩm bánh của mình rồi. Chất liệu bao bì thì mình nên sử dụng các loại túi plastic, túi ni lông, những cái dòng túi mà mình tốt nhất là mình có thể ép được, còn nếu không thì mình phải buộc kín lại, thì nó sẽ giúp làm cho bánh mình giữ được cái độ tươi, độ mềm nó được lâu hơn. Cái vấn đề tiếp theo để xử lý về cái nếu như mà đối với cái việc mà nó bị mất ẩm ra môi trường và nó cái sự dịch chuyển ẩm trong bánh á, mình xử lý bằng công thức, mình xử lý bằng quy trình, mình xử lý bằng thời điểm bao gói, hay là cân đối về cái cấu trúc giữa nhân bánh và vỏ bánh. Vậy thì cái lý do, cái nguyên nhân thứ ba làm cho cái bánh của mình nó bị khô và cứng lên đó là cái việc mà thoái hóa tinh bột, thì mình xử lý bằng cách nào?
Thì đối với cái vấn đề mà nó bị thoái hóa tinh bột thì bất cứ một cái dòng sản phẩm hay thực phẩm nào mà nó có nền tinh bột như là bột mì, như là bột gạo thì cái vấn đề thoái hóa tinh bột là cái hiện tượng tự nhiên nó diễn ra và mình không có cách nào mà mình dừng nó lại được. Vậy thì mình chỉ có thể làm chậm nó lại. Thì nhờ quá trình mình làm chậm cái quá trình thoái hóa tinh bột này thì bánh của mình sẽ giữ được độ tươi lâu hơn. Vậy thì mình sử dụng cái phương pháp nào để mình có thể làm chậm cái quá trình thoái hóa này được? Vậy thì cái quá trình thoái hóa tinh bột này nó là quá trình gì? Như các anh chị nhìn thấy ở trên hình ha, đây là các cái hạt tinh bột, và khi các hạt tinh bột này của mình nó được gia nhiệt, tức là bột mì mình kết hợp với nước ha, và mình gia nhiệt lên thì các cái hạt tinh bột này nó sẽ ngấm nước vào bên trong, nó trương nở ra và tới một cái mức cực đại thì nó sẽ vỡ ra. Nó sẽ vỡ ra thì lúc này các anh chị mình sẽ thấy nó có những phần tử bên trong cái hạt tinh bột đó, nó là amylo amylopectin thôi, thì cái amylo nó sẽ đi ra ngoài và các anh chị nhìn thấy là nó giống như là những cái tay nó vung ra ngoài vậy đó, thì nó sẽ kết nối lại với nhau và nó làm cho cái cấu trúc của mình nó sẽ càng lúc nó càng cứng. Thì cái vấn đề thoái hóa tinh bột này á, nó tốt hay không tốt? Nếu như mà không có cái quá trình thoái hóa tinh bột này diễn ra thì cái bánh của mình nó không thể nào nó chuyển từ cái đô bột thành cái bánh được. Tuy nhiên khi nó đã tạo cái khung bánh vững chắc rồi á thì lúc này nó vẫn không dừng lại. Tại vì quá trình này nó không giống như nó không thông minh tới cái mức rằng á là à nó tạo khung bánh cho mình xong rồi thì nó dừng lại để nó không có làm cho cái bánh của mình nó trở nên nó khô nó cứng nữa. Mà nó cứ vậy nó tiếp tục nó diễn ra, nó càng lúc nó càng nắm tay nhau chặt hơn, nó kết nối lại gần với nhau hơn, làm cho cái bánh của mình nó càng lúc càng khô và càng cứng hơn. Vậy thì giải pháp ở đây mình có là gì? Đó là mình sẽ sử dụng cái mình áp dụng cái công nghệ enzyme mình đưa vào đây, và cái công nghệ enzyme này á, thì hiện tại nó đang là công nghệ enzyme độc quyền của Puratos trên toàn thế giới luôn. Và cái công nghệ enzyme này nó sẽ giúp để nó cắt nhỏ các cái chuỗi tinh bột này, nói nôm na là các chuỗi tinh bột, mình nói cho nó ngắn gọn và dễ hiểu ha, thì nó sẽ làm cho cái quá trình mà nó liên kết lại với nhau chặt chẽ nó sẽ mất thời gian hơn, và nhờ vào đó mà cái bánh của mình nó sẽ giữ được độ tươi lâu hơn. Vậy thì cái công nghệ enzyme này nó đang có ở trong hai cái sản phẩm của Puratos hiện đang bán trên thị trường, đó là S500 Melting và Softer Melting. Thì hai cái giải pháp này nó đang chứa công nghệ enzyme độc quyền này và nó xử lý cái vấn đề thoái hóa tinh bột này. Cảm ơn cái phần chia sẻ của Hà về cái nội dung là kéo dài độ tươi cho bánh mì mềm, cũng giống như là làm sao cho cái bánh mì nó được mềm hơn. Thì có một câu hỏi liên quan tới cái nguyên liệu và cái quy trình, thì cũng nhờ Hà phản hồi luôn là nếu dùng phụ gia và áp dụng trộn bột rồi ủ bột qua đêm là 12 tiếng á, thời gian ủ là 12 tiếng rồi mới đem tạo hình ủ rồi nướng, thì cái quy trình đó là có ổn hay không? Vậy thì em xin phép quay lại cái quy trình lúc nãy của mình ha, là mình nói về cái quy trình làm bánh mì á. Thì ở đây các anh chị mình sẽ thấy một cái quy trình cơ bản của nó là gì? Là trộn bột, sau đó nghỉ bột, tạo hình, chia bột tạo hình và sau đó ủ cuối đến quá trình nướng bánh ha. Thì nếu như mà các anh chị mình nói là ở cái quá trình nghỉ bột, tức là sau khi trộn bột xong rồi mình nghỉ bột tới 12 tiếng đúng không ạ? Xong rồi mình mới chia bột và tạo hình. Đúng không chị Nguyên ơi? Theo như chị hiểu cái câu hỏi của khách hàng á là cái đoạn cái nghỉ 12 tiếng nó nằm ở cái chỗ ủ bột á, chứ không phải là nghỉ bột. Tại vì là hồi nãy mình nói là 10 nghỉ 12 tiếng xong rồi mình mới chia bột tạo hình mà. À đúng rồi, ở đây đang chị đọc lại câu hỏi nha. Dùng phụ gia và áp dụng trộn bột ủ qua đêm rồi mới đem tạo hình, rồi ủ một lần nữa rồi mới nướng. Thì em cũng xin trả lời câu hỏi đó như sau. Thứ nhất là cái quá trình mà mình trộn bột xong rồi mình nghỉ bột đến tận 12 tiếng như vậy á, thì cái đô bột của mình nó đã nở phồng lên rồi. Và cái việc như hồi nãy em có giải thích rằng là cái quá trình nghỉ bột này nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào trong cái công thức của mình và cái ứng dụng bánh mà mình mong muốn làm. Thì nếu như mà mình đã ủ cho nó trương nở lên như vậy rồi á, thì trong cái khối bột của mình nó rất là nhiều khí ở trong đó, nó lùng bùng ở trong đó, cái mạng gluten của mình nó cũng đã giãn ra rồi á, và sau đó mình lại còn cắt chia ra rồi mình tạo hình trở lại, nó là chỉ phá hủy cái cấu trúc của cái đồ bột rồi. Thì mình tiếp tục mình ủ bột đó. Thứ nhất là cái đồ bột của mình nó khó nở lắm, tại vì là nó đã bung nở ra rồi và nó bị phá hủy lại một lần nữa rồi. Cho nên nó là cái bột của mình nó sẽ rất là khó để nó nở và nó có thể nó bị chai luôn, nó không nở được nữa. Thế thì nếu như mà mình muốn làm cái kiểu
mà mình muốn nghỉ bột như vậy thì em không hiểu lý do là để cho mình sẵn sàng mình cho cái buổi làm bánh ngày hôm sau, hay là vì một cái lý do nào đặc biệt mà mình lại muốn làm theo cái phương pháp đó, thì em không biết. Nhưng mà nếu như mà mình muốn gọi là thao tác nhanh vào ngày hôm sau để mình có bánh á, thì mình có thể áp dụng cái quy trình như sau. Thứ nhất là mình trộn bột, xong sau đó mình nghỉ bột như bình thường. Mình chia bột, mình tạo hình, và mình có thể để cho nó lên men từ từ ở trong cái khu vực lạnh, để cho cái quá trình lên men nó diễn ra từ từ, và sáng ngày hôm sau là mình có sẵn cái bột để mà mình nướng á, thay vì là mình ủ nguyên một cái khối tổng như vậy, xong rồi sau đó là mình chia ra là mình phá vỡ cái đồ bột lại một lần nữa, thì nó không nở được nữa. Cái bánh của mình nó sẽ bị ảnh hưởng về mặt cấu trúc và cái độ nở sau cùng. Hoặc là cái cách thứ hai á, là mình sẽ cấp đông nguyên cả một cái khối bột đó luôn, là mình đánh bột xong mình cấp đông hẳn cái khối bột đó, và ngày hôm sau mình lấy ra mình rã đông rồi mình chia bột mình thao tác. Tức là cái việc mà chia bột và tạo hình này á, nó phải đảm bảo là cái cấu trúc cái đô bột của mình á, nó chưa có bị lên men đến mức độ mà nó phồng phềnh. Ngoại trừ một số cái bánh mà đặc biệt như là focaccia hay là ciabatta, hay là những cái dòng bánh mà nó mang hơi hướng châu Âu, gọi là bánh xào đô mà cần cái cấu trúc tổ ong á, thì người ta mới để cái thời gian nghỉ bột này nó kéo dài để nó tạo cái lỗ khí bên trong nó lớn, và khi người ta thao tác tạo hình đó, người ta chỉ cắt thôi, và người ta thao tác rất là nhẹ nhàng để tránh cái hiện tượng nó bị vỡ bóng khí, và cái thể tích của cái bánh sau khi mà nướng á, nó cũng sẽ tương đồng với cái lúc mà mình chia bột tạo hình thôi, chứ nó không nở vun cao lên. Còn lại với những cái dòng bánh như là bánh bân hay bánh sandwich mà mình chia bột cho nó, mình để cho nó nở rồi mà mình thao tác, chắn cái thể tích bánh của mình nó không có đạt được theo như cái yêu cầu mình mong muốn, và cấu trúc bột bên trong của mình nó cũng sẽ bị chai. Thì đó là nó có hai cách. Một là mình tạo hình, mình chia bột mình tạo hình luôn, sau đó là mình để ủ qua đêm, rồi ngày hôm sau vô mình chỉ nướng thôi. Cách thứ hai á, là mình cấp đông nguyên một cái đô bột đó để không nó không có bị nổi lình phình ở trong cái khối bột của mình. Và sau đó ngày hôm sau vô thì mình lấy khối bột đó ra, mình chia bột và mình tạo hình. Hoặc là mình cũng có một cái phương pháp nữa, nếu như với cái mục đích của mình để ủ qua đêm là mình tăng cái hương vị cho bánh á, thì mình có một cái phương pháp nữa, nó gọi là phương pháp đánh bột hai lần. Hay là tiếng Anh người ta gọi là sponge dough, hay là đây mình gọi là ủ bột hai lần hoặc là đánh bột hai lần. Có nghĩa là trong cái công thức của mình á, là 1 kg bột đi, thì mình sẽ chia ra làm 40% mình đánh trước, mình cho nó ủ trước, và ngày hôm sau thì mình đánh tiếp 60% bột đó còn lại vào, với những cái nguyên liệu còn lại vào, thì nó cũng sẽ giúp để tăng cái hương vị cho bánh. Tuy nhiên là không phải là mình đánh nguyên cả một cái công thức rồi mình để qua đêm 12 tiếng như vậy được. Không biết câu câu trả lời của em có đáp ứng được đúng cái giải đáp được cái thắc mắc của mình chưa ha chị ha? Có Hà ơi, khách hàng có nhắn tin nói là câu trả lời của Hà rất là đầy đủ, và anh chị sẽ điều chỉnh cái quy trình cho nó phù hợp theo như cái lời khuyên của Hà. Dạ, em cảm ơn. Okay. Trước Dạ. khi mà mình qua cái phần, tức là có rất nhiều câu hỏi gửi về cho công ty, và tụi em đã chia ra thành những cái nội dung, tụi em đã gom vào trong những cái nội dung, những cái câu hỏi mà tương tự nhau để chia thành những cái nội dung. Và nội dung thứ nhất là liên quan tới kéo dài độ mềm của bánh mì mềm, cũng giống như là làm sao để tăng cái độ mềm của bánh. Và cái nội dung thứ hai á, là liên quan tới cái phần mà bánh mì cấp đông. Thì trước khi mà qua tới cái phần liên quan tới bánh mì cấp đông á, thì tụi em cũng có một vài cái câu hỏi nho nhỏ muốn hỏi các anh chị khách hàng, và sẽ có một cái phần quà giống như là một lời cảm ơn đến tất cả các anh chị. Khi mà anh chị nào có cái câu trả lời đúng và nhanh nhất thì bây giờ xin phép Hà mình sẽ dành khoảng 2 phút cho phần câu hỏi ha. Dạ. Dạ, các anh chị mình trả lời đi ạ. Dạ, hiện tại là các anh chị mình đã trả lời xong hết rồi. Có 3 anh chị trả lời chưa đúng lắm, là 3 tiếng rưỡi sau khi nướng. Dạ, đáp án chính xác của câu hỏi thời điểm thích hợp để đóng gói bánh là khi nhiệt độ tâm bánh đạt 35 độ C.
Hy vọng là thông qua những cái câu hỏi này thì chúng ta cũng nhớ lại một số các cái thông tin mà bạn Hà chia sẻ để trong cái quá trình mình làm thì sẽ ra được cái mẻ bánh tốt hơn ha. Mình tới câu hỏi tiếp theo ạ. Mình còn một câu hỏi nữa ạ. Dạ, cả nhà mình trả lời đi ạ. Dạ rồi, cảm ơn tất cả các anh chị rất nhiều. Câu hỏi của chúng ta là giải pháp enzyme nào của Muratos giúp kéo dài độ tươi cho bánh mì? Thì câu trả lời là cả hai đáp án trên đều đúng ạ. S500 melting và shutter melting ạ. S500 melting thì cho bánh có hạn sử dụng ngắn và shutter melting là cho bánh có hạn sử dụng dài. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị ạ. Xin mời Hà tiếp theo với cái phần bánh mì cấp đông ạ. Dạ. Dạ. Thì bên công ty em cũng nhận được nhiều cái câu hỏi liên quan đến cấp đông. Thì em có liệt kê ra những câu hỏi như sau. Thứ nhất là về quy trình sản xuất bánh mì cấp đông như thế nào, cách bảo quản và sử dụng bánh mì cấp đông làm sao, nhiệt độ và thời gian ủ bột của bánh mì hoa cúc và bánh xào đô khi mà mình làm theo cái phương pháp cấp đông. Một số anh chị mình gặp cái hiện tượng là bánh mì khi đông lạnh thì nó bị tách vỏ sau khi đông á. Thì hình như thế này liên quan đến bánh mì nướng, bánh nướng tái, các cái dòng bánh mà mình nướng một phần thì nó bị tách vỏ sau khi cấp đông. Và cái câu hỏi hồi nãy, cái câu hỏi cuối cùng là cái câu hỏi hồi nãy em có giải thích rồi về cái việc là khi mình đưa cái giải pháp phụ gia và trộn vào buổi tối bỏ ngăn mát hôm sau tạo hình đó. Thì cái câu hỏi cuối cùng này em có giải thích rồi. Thì em xin bắt đầu với cái câu hỏi đầu tiên là về quy trình sản xuất bánh mì cấp đông. Em gặp khá là nhiều cái trường hợp á, là mình cho rằng á, cái việc mà làm bánh mì cấp đông á, nó chỉ đơn giản là mình tạo hình cái đồ bột xong rồi mình đưa vào tủ cấp đông là nó thành bánh cấp đông. Nhưng mà thật ra á, thì cấp đông á, nó có tới 4 phương pháp cấp đông khác nhau. Là cái phương pháp cấp đông đầu tiên là cấp đông đồ bột khi chưa lên men, có nghĩa là mình đánh trộn xong mình nghỉ bột và mình thao tác mình tạo hình luôn, sau đó là mình đưa vào tủ mình cấp đông. Thì cái việc sau đó là mình sau khi mình rã đông ra thì mình sẽ tiếp tục mình lên men và mình nướng bánh ấy. Thì đó là cái phương pháp đầu tiên là cấp đông đồ bột khi chưa lên men. Cái phương pháp thứ hai á, là cấp đông đồ bột khi đã lên men rồi. Thì có nghĩa là mình tạo hình rồi xong rồi mình đưa vào tủ mình cho bánh nó nở lên và sau đó là mình đem đi mình cấp đông. Thì cái thao tác sau đó của mình chỉ là rã đông và nướng thôi, mình không cần phải ủ nữa tại vì quá trình ủ nó đã diễn ra trước cái quá trình cấp đông rồi. Cái phương pháp thứ ba là mình cấp đông bánh nướng chín một phần, hay ở ngoài các anh chị mình hay gọi là nướng tái hay là nướng 70-80% á. Thì các anh chị mình sẽ thấy gặp rất là nhiều ở những cái dòng sản phẩm bánh đông lạnh như là đế bánh pizza hay là những dòng bánh mì ấy, cấp đông ấy, thì đây là cái phương pháp mà cấp đông bánh nướng chín một phần. Và mình cũng có một cái phương pháp nữa là cấp đông bánh nướng chín hoàn toàn, có nghĩa là mình nướng chín hết rồi mình cấp đông và cái giai đoạn sau đó của mình chỉ là rã đông ra và mình sử dụng thôi. Thì mỗi một cái phương pháp này ấy, thì nó sẽ có những cái lưu ý và nó có những cái liên quan về quy trình, về mặt điều chỉnh quy trình nó cũng sẽ khác nhau. Thứ nhất á, là đối với cấp đông đô bột khi chưa lên men này ấy, thì em thường gặp một cái câu hỏi mà các anh chị mình hay thắc mắc, đó là cũng là cái công thức đó, cũng là cái đồ bột đó, các anh chị mình nướng liền nó không gặp vấn đề gì hết, bánh của anh chị nở rất là đẹp, chất lượng bánh rất là ổn, cấu trúc bánh không có gì phải bàn cãi. Tuy nhiên cũng là cái công thức đó, cũng là đồ bột đó, các anh chị đem cấp đông ngày hôm sau các anh chị xả ra bánh các anh chị không nở được. Và đó là chuyện hiển nhiên. Mình không thể dùng một cái công thức và quy trình như là bánh tươi để mình cấp đông được, bởi vì đối với cái việc mà cấp đông đồ bột khi chưa lên men này á, thì nó liên quan đến hai yếu tố. Đó là các anh chị phải bảo vệ được cái sự sống của con men trong quá trình cấp đông. Tại vì khi mình cấp đông thì men nó sẽ bị chết đi một phần. Do đó là đối với phương pháp này thì trong cái công thức mình sẽ phải điều chỉnh là mình phải tăng cái lượng men lên so với bình thường. Có nghĩa là nếu như bình thường các anh chị đang dùng là 1 kg bột mì mình sử dụng là 10 gram men, thì khi mà mình áp dụng với bánh cấp đông mình sẽ phải tăng từ 15 đến 20 gram men trong 1 kg bột mì để nó bù đắp lại cái lượng men nó chết đi trong quá trình mà mình cấp đông. Cái thứ hai là các anh chị phải bảo vệ được cái mạng gluten. Tại vì trong đô bột của mình có nước, thì khi mình cấp đông nó sẽ hình thành nên các cái tinh thể nước đá.
Và chính cái tinh thể nước đá này nó sẽ phá hủy cái mạng gluten của mình hình thành trong quá trình trộn bột. Do đó, khi mà mình làm việc với lại cái phương pháp này, khi mà mình áp dụng cái phương pháp này á, thì mình phải lưu ý là mình sử dụng bột mì chất lượng tốt để đảm bảo cái chất lượng gluten của mình nó phải tốt cái đã. Cái thứ hai á, là cái nhiệt độ cấp đông của mình phải đi âm từ âm 25 đến âm 30 thì nó sẽ giúp hình thành cái tinh thể nước đá nó nhỏ nhất có thể và nó hạn chế cái việc mà nó phá hủy cái mạng gluten của mình hình thành. Thì lúc đó cái bánh của mình sau khi rã đông nó mới đạt được cái kết quả tốt nhất. Còn nếu không á, mà mình cứ áp dụng như là cái công thức bánh nướng tươi của mình á, mình đưa vào chắc chắn là khi mà mình rã đông ra bánh nó sẽ không giống như là cái mẻ bánh mà mình nướng tươi trước đó được. Và cái việc mình sử dụng cái phụ gia chuyên dụng dành cho cấp đông thì nó sẽ giúp để nó hỗ trợ một phần để nó bảo vệ cái mạng gluten của mình. Cái phương pháp thứ hai á, là đối với cái việc cấp đông đô bột khi đã lên men thì cái phương pháp này á, cái đô bột của mình nó đã nở rồi, có nghĩa là cái mạng gluten của mình nó đã giãn ra một phần rồi. Thì khi mà nó giãn ra căng như vậy á, thì các anh chị mình tưởng tượng nó giống như là quả bóng nó được thổi căng khí lên vậy á, thì nó thổi căng như vậy thì nó lại càng dễ vỡ hơn. Do đó là cái improver, tức là cái phụ gia mình sử dụng cho cái phương pháp này, nó lại càng phải chuyên biệt hơn so với cái phương pháp đầu tiên. Nó hỗ trợ cho, nó bảo vệ cái mạng gluten của mình nó nhiều hơn nữa. Và cái việc mình đi cấp đông lúc này mình phải đi âm sâu hơn nữa, là mình phải đi âm sâu từ âm 35 đến âm 40 để đảm bảo cái tinh thể nước đá hình thành trong quá trình cấp đông đó, nó lại càng nhỏ hơn, thì nó sẽ đỡ phá hủy cái mạng gluten của mình hơn. Đó là hai cái mình cần phải lưu ý cho cái phương pháp thứ hai. Đối với cái phương pháp thứ ba là khi mà mình cấp đông bánh nướng chín một phần á, thì mình phải lưu ý là cái lần nướng đầu tiên của mình á, nó không có được làm cho cái vỏ của mình nó hình thành quá sớm, tức là cái vỏ của mình nó vẫn trắng như thế này, và cái bánh của mình nó đảm bảo nó phải chín. Thì lúc này khi mà cái bánh của mình nó bị nướng chưa có bị lố ở cái vỏ bánh á, thì nó sẽ giúp để cho cái bánh của mình nó không có bị hiện tượng mà nó tróc vỏ, như là cái câu hỏi mà các anh chị mình đưa tới lúc đầu. Và cái phương pháp cuối cùng đó là mình nướng chín bánh chín hoàn toàn. Thì lúc này đối với cái việc mà bánh nó nướng chín hoàn toàn thì lúc này không còn liên quan gì tới men nữa, cũng không còn liên quan gì đến mạng gluten nữa, và lúc này nó chỉ liên quan đến cái việc làm sao để giữ độ tươi cho cái thành phẩm bánh sau khi nướng. Thì lúc này mình cần đến sự hỗ trợ của hai cái giải pháp là S500 melting và softer melting, thì nó sẽ giúp để giữ cho cái bánh của mình đấy nó giữ được cái độ tươi trong cái quá trình mà cấp đông. Thì em đã trả lời xong cái đầu tiên là cái quy trình sản xuất bánh mì cấp đông. Thì để mà nói về hết được bốn cái phương pháp này nó mất chắc cũng phải một tiếng đồng hồ, cho nên em chỉ đi sơ qua. Và trong trường hợp là anh chị mình mà cần thông tin chi tiết hơn thì em sẽ gửi thông tin đến anh chị mình về cái câu hỏi đầu tiên là về quy trình sản xuất bánh mì cấp đông. Dạ, không biết câu hỏi đầu tiên này của anh chị nào thì cái phần giải đáp của em đã đáp ứng được cái thắc mắc của mình chưa ạ? Chị nghĩ là với những cái thông tin Hà chia sẻ thì chắc là mọi người cũng phần nào hình dung về cái quy trình. Tuy nhiên á, là như mọi người cũng biết là cái bánh mì cấp đông này nó là một cái đề tài khá là mới, và có rất là nhiều các cái thông tin mà công ty nghĩ rằng là rất là hữu ích cho khách hàng. Do đó là nếu như mà các anh chị cần cái sự hỗ trợ chi tiết hơn hoặc là các cái thông tin nó chuyên sâu hơn thì mọi người cứ inbox cho base của công ty để tụi em sẽ gửi các cái tài liệu liên quan để mọi người có thể tham khảo sâu hơn. Tại vì trong cái thời lượng khá là ngắn thì chắc chắn là Hà không thể nào đi chi tiết được tất cả các cái quy trình cũng giống như là từng các cái vấn đề trong liên quan tới cái bánh mì cấp đông, và tụi em chỉ có thể chia sẻ những cái thông tin khá là cơ bản thôi. Nên là hy vọng là các anh chị mình nếu như mà vẫn còn những cái thắc mắc mà liên quan tới cái nội dung này thì cứ inbox cho Bay ạ. Tụi em sẽ gửi cái thông tin đến từng anh chị mình ạ. Dạ. Dạ. Và câu hỏi thứ hai là về cách bảo quản và sử dụng bánh mì cấp đông. Thì như hồi nãy em có giải thích là cấp đông nó có tới 4 phương pháp. Các anh chị có thể là cấp đông đô bột sống, cũng có thể là cấp đông bánh thành phẩm. Vậy thì mỗi một cái phương pháp khác nhau nó sẽ có cái lưu ý về bảo quản và sử dụng khác nhau. Tuy nhiên á, là nó có một cái lưu ý chung đối với lại cả 4 phương pháp này á, là trong cái quá trình bảo quản mình tránh cái việc mà thay đổi nhiệt độ ở trong cái nhiệt độ đông, trữ đông của mình á. Thì thông thường khi mà mình đi với cái nhiệt độ ban đầu là mình đi âm sâu để cho đảm bảo về
bảo vệ tối đa cái cấu trúc của đô bột sống cũng như là cái bánh thành phẩm của mình rồi ấy, thì mình sẽ chuyển sang cái tủ trữ đông là âm 18. Cái tủ trữ đông âm 18 á, thì lúc này mình phải đảm bảo là cái nhiệt độ nó luôn luôn nó giữ là âm 18 hoặc là âm 17. Nó đừng có bị thay đổi từ âm 18 lên âm 12. Và cái hiện tượng này nó thường xuyên diễn ra bởi vì sao? Bởi vì các anh chị mình để vào trong cái tủ, ví dụ như là tủ Sanaki hai cánh của các anh chị ấy, mình để bánh vào trong đó mặc dù nó đông cứng rồi, tuy nhiên là mình còn để nhiều thứ ở trong đó nữa, thì các anh chị mình cứ lâu lâu mình mở tủ ra cái mình lấy bánh ra, mình mở tủ ra mình lấy nguyên liệu ra, thì cái việc mà khi mình cứ thao tác mở tủ như vậy, cái nhiệt độ của anh chị nó sẽ thay đổi, nó thay đổi một cách khủng khiếp luôn, là mình không nhìn thấy, mình cứ mình không có nhìn thấy cái việc thay đổi nhiệt độ đó đâu. Tuy nhiên á là nhiệt độ nó có thay đổi, và cái việc thay đổi như vậy thì chắc chắn nó sẽ làm ảnh hưởng lên cái chất lượng bánh thành phẩm cũng như là cái đô bột sống của mình. Cho nên một cái lưu ý chung á là tránh cái việc thay đổi nhiệt độ. Vậy thì ở đây mình sẽ có những cách như là em thấy ở một số các anh chị của mình á, mình xây những cái kho đông thay vì là mình sử dụng cái tủ đông ha, thì mình xây những cái kho đông thì các anh chị mình sẽ có một cái cửa vào và một cửa ra thôi, tức là một cái cửa để đẩy bánh vào và một cái cửa ra, thì nó sẽ hạn chế cái việc đó là cái hơi lạnh bên trong á nó bị thoát ra ngoài, và trước cái cánh cửa lúc nào cũng có một cái tấm màn để che để bảo vệ cái việc mà khi mà các chị mở cái cánh cửa ra để mình đi vào trong cái kho đông á, thì nó có một cái tấm rèm bằng nhựa để nó ngăn cản bớt một phần cái nhiệt độ nó bị thoát ra ngoài, thì nó sẽ giúp để cho cái nhiệt độ trong cái khu vực trữ đông của mình nó giữ được cái nhiệt độ ổn định hơn. Thì đó là về cách bảo quản và sử dụng bánh mì cấp đông. Tại vì sử dụng thì nó sẽ tùy vào phương pháp mình cấp đông đô bột sống hay là bánh thành phẩm, mà nó sẽ có cái cách mình sử dụng nó sẽ khác nhau. Nếu như mà bánh nếu mà là đô bột sống thì mình sẽ phải nướng, đối với bánh chín một phần rồi thì mình sẽ phải nướng lại lần hai, và đối với lại bánh nướng chín hoàn toàn rồi thì mình chỉ cần rã đông và mình sử dụng thôi. Trong trường hợp mình muốn sử dụng bánh nóng thì mình có thể microwave lại một tí xíu. Và đối với lại cái câu hỏi thứ hai, em đi vào câu hỏi thứ ba luôn nha. Cái câu hỏi thứ ba là liên quan đến phần nhiệt độ và thời gian ủ bột của bánh mì hoa cúc và bánh mì xào đô. Em đi trước với bánh mì hoa cúc. Thì đối với lại bánh mì hoa cúc ở đây em hiểu á là cái phương pháp các anh chị mình đang muốn nói tới đây là cấp đông đô bột khi chưa lên men. Thì sau đó nó mới dẫn đến cái việc là mình ủ bột sau. Thì đối với lại cái phương pháp mà cấp đông đô bột khi chưa lên men, cho dù nó là bánh mì gì đi chăng nữa, là bánh mì hoa cúc hay bánh bân gì đi chăng nữa, thì cái nguyên tắc là khi mà mình lấy ra khỏi cái khu vực trữ đông của mình á, mình sẽ phải để cho nó rã đông ở nhiệt độ phòng, hoặc mình cho nó rã đông qua đêm ở trong cái ngăn mát của tủ lạnh. Thì khi nó rã đông hoàn toàn rồi á, lúc đó mình mới lấy và mình đưa vào trong cái tủ ủ. Đó là một trong những cái quy định mà mình cần phải ghi nhớ. Thì mình đưa vào trong cái tủ ủ thì cái thời gian ủ nó là bao lâu á, nó sẽ phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Nó phụ thuộc vào cái lượng men mà các anh chị đưa vào ban đầu là bao nhiêu. Nó phụ thuộc vào cái nhiệt độ và độ ẩm của cái tủ ủ của các anh chị là bao nhiêu. Nó phụ thuộc luôn cả vào cái việc á là mình có bảo vệ cái đô bột cấp đông của mình tốt trong cái quá trình trữ đông hay không. Nếu mình bảo vệ không tốt, cái lượng men nó chết đi nhiều, thì dĩ nhiên là cái thời gian để mình lên men sau đó nó sẽ kéo dài hơn. Nếu như mà mình về quy trình và trang thiết bị của mình đạt theo tiêu chuẩn á, thì cái thời gian ủ của mình nó sẽ rút ngắn hơn, so cái việc mà men nó bị chết trong quá trình trữ đông nó ít hơn, thì cái thời gian ủ của mình nó cũng sẽ nhanh hơn. Cho nên á là ở đây em không có trả lời được cụ thể cho mình rằng á là sau khi mà mình cấp đông xong, mình rã đông á, thì cái thời gian ủ của mình nó là 1 tiếng hay 2 tiếng hay là 3 tiếng. Và đối với lại bánh mì hoa cúc á, thì mình cũng ủ như là bình thường, 30 độ 80% ẩm là cái điều kiện nó khá là tối ưu cho cái dòng bánh mì hoa cúc rồi. Đối với lại bánh xào đô, thì đối với bánh xào đô á, ở đây em thấy là bánh xào đô có nghĩa là men tự nhiên, mình sử dụng men tự nhiên. Và men tự nhiên á thì nó là những cái nó là cái men, nó không phải là men công nghiệp, nó là men tự nhiên. Thì thông thường đối với bánh mì xào đô mình sẽ không khuyến cáo đi theo cái phương pháp cấp đông đô bột khi chưa lên men. Tại vì men tự nhiên thì nó không có cái độ khỏe giống như là men công nghiệp. Nó chưa có được qua cái process, chưa qua quy trình sản xuất công nghiệp, thì cái tốc độ lên men của nó cũng sẽ chậm hơn. Cho nên là mình không khuyến cáo đi theo cái phương pháp cấp đông đô bột khi chưa lên men đối với bánh mì xào đô. Mà bánh xào đô thông thường là mình sẽ khuyến cáo là đi theo phương pháp nướng tái thì nó sẽ phù hợp hơn. Đối với cái hiện tượng mà bánh mì bị đông lạnh, bị tách vỏ sau khi đông á, thì nó sẽ liên quan đến cái quy trình nướng lần một của mình. Tại vì bánh mì đông lạnh bị tách vỏ có nghĩa là bánh mình đã nướng chín một phần rồi, sau đó mình cấp đông.
Thì cái quy tắc nướng của lần một á là cái vỏ bánh nó chưa hình thành, nhưng cái ruột bánh nó phải chín rồi. Cái ruột bánh nó chín để đảm bảo khi mình lấy ra bánh của mình nó không bị sụp. Cái form bánh nó đã hình thành rồi, nó đã nhũ rồi, thì cái bánh của mình nó không bị sụp, nó không bị nhăn nheo. Nhưng mà cái vỏ bánh nó chưa được hình thành, thì lúc này mình phải điều chỉnh ở chỗ quy trình nướng của mình, là mình phải nướng ở cái nhiệt độ thấp và cái thời gian đủ để cho bánh của mình nó chín. Thứ hai á là khi mà mình làm nguội á, trong cái quá trình mình làm nguội thì mình không làm nguội quá lâu và mình không sử dụng quạt gió. Tại vì cái việc khi mà mình sử dụng quạt gió, mình làm nguội bên ngoài quá lâu á, thì cái vỏ bánh của mình nó bị mất nước rất là khô. Và cái sự chênh lệch độ ẩm giữa cái vỏ bánh và cái ruột bánh nó quá lớn á, thì trong cái lúc mà mình cấp đông á, cái ruột bánh nó nhiều ẩm hơn, nó đông cứng lại, nó rút lại và nó tách ra khỏi cái vỏ bánh luôn. Thì khi mà nó tách khỏi cái vỏ bánh như vậy ấy, thì hiển nhiên cái hệ quả nó dẫn tới là khi mà mình rã đông ra, cái vỏ bánh nó sẽ bị tróc ra khỏi cái ruột bánh luôn, mà nó dẫn đến cái hiện tách vỏ. Vậy thì ở đây mình lưu ý rằng, thứ nhất á, là cái quy trình nướng của mình á, nó phải đúng, là mình chỉ nướng đủ cái thời gian để cho bánh mình chín thôi, mình không để bánh quá lâu trong lò nó bị sấy. Thứ hai là đối với một số cái lò nướng của mình có cái thiết bị để mà mình gọi là mở damper. Để thường thường là mình nướng bánh vỏ giòn mình hay có cái giai đoạn cuối cùng đó, tức là khi bánh gần chín mình kéo damper ra, thì nó sẽ làm cho cái bánh của mình nó khô, nó giòn lâu hơn. Tuy nhiên vô hình chung nó lại làm cho cái bánh của mình nó bị khô đi. Đối với cái phương pháp bánh này, đối với phương pháp cấp đông này, thì nó lại không tốt cho cái chất lượng bánh sau rã đông. Cho nên mình lưu ý là mình nướng lần một mình không mở damper. Đối với quá trình làm nguội á, thì mình chỉ làm nguội đủ thời gian đến khi nhiệt độ cái bánh đạt 35 là mình bắt đầu mình cấp đông được rồi, mình không để lâu quá, và mình cũng không sử dụng quạt gió để mình làm nguội bánh. Nó sẽ làm cho cái sự chênh lệch độ ẩm giữa vỏ bánh và ruột bánh nó quá lớn, thì dẫn đến cái việc mà cái vỏ bánh nó bị tách ra dễ dàng hơn. Thì đó là em đã trả lời xong những câu hỏi đã được gửi về trước đó cho cái phần bánh cấp đông. Bây giờ mình sẽ qua đến cái câu hỏi khác liên quan tới các chủ đề khác. Thì ở đây mình có một số cái câu hỏi mà nó không nằm trong cái hai cái phần mà bên em chia sẻ kỹ, đó là về cách giữ độ mềm, giữ độ tươi cho bánh và cấp đông. Thì ở đây có một khách hàng gửi cho em một câu hỏi, đó là bánh baguette của mình sau khi nướng thì nó bị dai và cứng. Sau khoảng 3-4 tiếng thì nó sẽ bị dai và cứng. Thì thứ nhất là bánh mình về cái độ giòn á, mình không thể nào mình giữ cái độ giòn lâu hơn được. Khoảng 4-5 tiếng bánh nó giữ được độ giòn 4-5 tiếng nó đã là giỏi rồi. Tuy nhiên á, là cái bánh của mình nếu như mình nướng mà nó bị cứng á, thì nó lại là một cái hiện tượng khác. Có nghĩa rằng nó là cái lần nướng một của mình có khả năng á, là mình đã nướng nó quá khô. Mình nướng quá khô thì nó sẽ dẫn đến cái bánh sau khi mình để nguội á, nó sẽ bị dai và nó sẽ bị cứng. Đó là một trong những nguyên nhân, và là nguyên nhân thường đối với cái trường hợp này nó sẽ bị nguyên nhân đó. Một là khi mình nướng ở trong lò, thứ nhất là mình để nhiệt độ quá cao. Nếu như mà lò mình có quạt gió, một số cái lò gọi là lò đối lưu nó có quạt gió, mình phải điều chỉnh lại cái tốc độ gió, và đồng thời là mình nướng, khi nướng thì thông thường một số thói quen của anh chị mình mở damper quá lâu á, để cho cái bánh của mình nó om nó dài, nhưng vô hình chung nó lại bị khô quá, nó bị dẫn đến là cái hiện tượng sau khi 3-4 tiếng thì nó sẽ bị dai và nó sẽ bị cứng. Thứ hai nữa là có thể trong cái lò của mình ấy, nó quá khô. Tức là đối với bánh mì baguette lúc nào mình nướng mình cũng sẽ có cái giai đoạn steam nước, khi mà mình được vừa đưa cái đồ bột vào lò, mình đưa vừa đưa cái đồ bánh vào lò, thì nếu như cái lượng nước steam của mình không đủ so với lại cái thời gian nướng á, thì nó cũng sẽ làm cho cái bánh của mình nó bị dai và cứng. Đó. Cho nên là mình sẽ cần lưu ý lại về cái quy trình nướng là chính. Và đồng thời là trong cái công thức bánh của mình nữa, mình đã đưa vào đủ nước hay chưa. Nếu mình đánh bột khô quá thì bánh của mình nó cũng sẽ bị dai và cứng. Thì đối với câu hỏi này mình lưu ý hai cái. Thứ nhất về mặt công thức á, là lượng nước. Về mặt quy trình nướng á, thì mình lưu ý ở chỗ đó là lượng nước steam vào. Thứ hai á, là thời gian nướng, nhiệt độ nướng, và cái việc mà mình có mở damper hay không. Em biết là tiếng Việt mình gọi cái chữ damper này là cái gì, nhưng mà em thấy là đều gọi là damper, có nghĩa là nó là một cái chốt nhỏ các anh chị, để mình mở ra để cho cái hơi ẩm ở trong lò nó thoát ra khỏi cái một cái cửa sổ nhỏ nhỏ của cái lò á, là nó có một cái chốt
Thì thông thường là nướng bánh mì vỏ giò lúc nào mình cũng sẽ kéo cái chốt đó ở trong khoảng, khi mà mình nướng còn khoảng 2 phút hoặc 1 phút sau cùng á, thì mình sẽ mở cái chốt đó ra. Thì nó là cái chốt đó đó. Thì thông thường mình xem thử là cái thời gian mà mình mở cái damper đó nó có quá sớm hay không, thì nó sẽ làm cho cái bánh mình nó bị khô ráo quá này. Thời gian nướng của mình nó có lâu quá hay không, nhiệt độ nướng của mình nó có cao quá hay không, cái lượng steam nước của mình vào trong cái giai đoạn đầu nó là như thế nào. Đó, đó là những cái mà mình cần phải lưu ý, mình kiểm tra lại. Là em xong cái câu đầu tiên. Câu thứ hai, bánh nướng xong bị dai, nó cũng tương tự là bánh baguette đúng không chị Nguyên ơi, nó tương tự câu 1 đúng không? Đúng rồi đó Hà ơi, Dạ. tại vì nếu Vậy như em mà bánh bánh mì mềm thì nó sẽ không phải dai mà nó sẽ ừ. bị khô, bị tơ. Dạ. Thì là xong hai câu hỏi đầu tiên. Không biết là anh chị mình gửi câu hỏi này mình có mặt ở đây không, mình có muốn giải đáp thêm hay là thắc mắc thêm phần nào nữa không ạ? Dạ, không biết anh chị nào gửi hai câu hỏi này thì có đang tham gia talk show không ạ? Nếu mà có thì các anh chị, nếu mà còn thêm cái thắc mắc liên quan tới hai cái câu hỏi này thì các anh chị có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho bạn Hà. Chắc là cái phần phản hồi của Hà khá là đầy đủ rồi đó Hà ơi. Mình đi Dạ tiếp dạ câu hỏi tiếp theo. dạ dạ thì trong trường hợp nếu như mà nếu như hôm nay anh chị gửi câu hỏi mà mình không có tham gia được vào trong chương trình á, mà mình xem lại á, thì mình nếu như mà mình còn cảm thấy mình thắc mắc thì mình cứ gửi trực tiếp thông tin lại thì em sẽ phản hồi tiếp nha. Câu hỏi tiếp theo là về bánh hamburger bị nhăn mặt bánh, nguyên nhân và cách khắc phục. Thì theo như em hiểu có nghĩa là cái bánh mình lấy ra vào trong mình nướng ở trong lò thì nó căng, nhưng khi mà mình lấy ra nó bị nhăn á, thì đối với lại cái hiện tượng này á thì nó sẽ có đến từ rất là nhiều nguyên nhân. Thứ nhất á, có thể là mình sử dụng sai cái phụ gia, hoặc là mình sử dụng không đúng hàm lượng, và nó liên quan đến cái việc là khi mình sử dụng không đúng phụ gia hay là cái hàm lượng mình sử dụng không đúng á, thì cái bánh của mình nó bị nở rất là bự ở trong lò, nó bung rất là nhanh ở trong lò, thì nó sẽ dẫn đến hiện tượng là khi mình lấy bánh ra khỏi lò nó rất là dễ bị nhăn lại. Cái nguyên nhân thứ hai là có thể là mình sử dụng quá là nhiều men ở trong công thức thì nó cũng sẽ dẫn đến cái hiện tượng bánh nhăn này. Cái nguyên nhân tiếp theo đó là có thể là do là mình ủ chưa có tới mà mình đã nướng rồi, thì cái đô bột của mình nó còn mạnh quá trong lò, thì khi nướng nó có thể dẫn đến hai hiện tượng: một đó là cái bánh của mình nó bị nứt, hai á là cái bánh của mình nó bung rất là lớn ở trong lò và dẫn ra nó bị nhăn. Vậy thì có những cái cách để mình khắc phục như sau. Thứ nhất là mình phải điều chỉnh, mình sử dụng đúng cái improver và sử dụng đúng hàm lượng, mình điều chỉnh lại cái lượng men nó phù hợp theo trong cái công thức của mình. Tất nhiên nó sẽ tùy thuộc vào cái lượng đường ở trong công thức là bao nhiêu mà mình điều chỉnh men cho nó phù hợp ha. Mình canh bánh ủ tới, đừng nướng quá sớm và cũng đừng nướng quá trễ. Chú ý là khi cái bánh mình lấy ra khỏi tủ ủ, nếu như mà cái độ ẩm nó quá cao và cái mặt của bánh của mình nó hơi ướt á, thì mình nên để ở bên ngoài một chút cho nó khô, cái ráo cái mặt trước khi mà mình đưa vào trong cái lò nướng, thì nó cũng sẽ giúp để hạn chế cái việc mà cái bánh của mình lấy ra khỏi lò nó bị nhăn. Và thường á, đối với những cái nếu như mình đã thử rất là nhiều cách rồi mà nó vẫn bị nhăn á, thì khi mà nướng á, nó cũng vẫn quay lại câu chuyện damper hồi nãy là mình mở hé cái damper một tí xíu lúc mà mình vừa mới đưa bánh vào lò á, thì nó sẽ giúp cho cái bánh của mình nó cũng sẽ cái mặt bánh của mình nó set sớm hơn, nó định hình cái khung bánh sớm hơn, thì nó cũng sẽ hạn chế cái việc mà nó bị nhăn. Hoặc là có một cái tip nhỏ nữa là khi mà mình lấy bánh cái mâm bánh ra khỏi lò thì mình dằn cái mâm xuống cái, mình đập cái mâm xuống cái, thì nó cũng sẽ giúp hạn chế cái việc mà cái mặt bánh nó bị nhăn đi. Và mình phải lưu ý rằng cái bánh của mình nó phải chín hoàn toàn thì lấy ra chắc chắn nó không bị nhăn, còn cái bánh của mình nó chưa có chín đó, thì lấy ra nó sẽ bị nhăn. Thì thông thường cái cách để mà mình kiểm tra xem thử cái bánh của mình nó chín chưa là mình sử dụng cái nhiệt kế mình đâm vào trong cái tâm bánh á, thì nếu như mà cái nhiệt độ trong tâm bánh nó khoảng 95 độ trở lên có nghĩa là cái bánh của mình nó chín hoàn toàn rồi và mình có thể lấy bánh ra. Thì đó là cái phần trả lời của em về cái câu hỏi bánh hamburger bị nhăn mặt bánh. Em đi vào cái câu hỏi tiếp theo, nó liên quan đến các cái dòng bánh mì dinh dưỡng. Thì các cái dòng bánh mì dinh dưỡng ở đây em chưa hiểu câu hỏi này. Bánh mì, các dòng bánh mì dinh dưỡng, thì đối với lại Puratos bên em có các cái dòng bánh mì dinh dưỡng và dưới cái tên là bột trộn Puravita. Thì tất cả những cái dòng bột trộn dưới cái tên là Puravita thì nó là những cái dòng bánh mì dinh dưỡng. Và dinh dưỡng ở đây nó sẽ hướng tới cái việc là dinh dưỡng thì nó có rất là nhiều khái niệm về dinh dưỡng.
cung cấp nhiều protein, nó cũng là dinh dưỡng, cung cấp nhiều cái chất béo tốt, nó cũng là dinh dưỡng. Thì đối với lại những cái dòng sản phẩm bánh mì dinh dưỡng của ProTốt hiện tại đang bán trên thị trường thì nó sẽ liên quan đến cái việc là cân bằng dinh dưỡng, và cái hàm lượng dinh dưỡng mà các cái dòng bột trộn hiện tại đang cung cấp cho mình đó là cái bảo đảm về cái hàm lượng chất xơ trong cái khẩu phần ăn của mình. Thì các anh chị mình biết rằng là đối với lại người trưởng thành á, thì cái hàm lượng chất xơ khuyến cáo một ngày dành cho người trưởng thành thì nó sẽ là từ 25 cho đến 30 gram, có nghĩa là một ngày mình cần phải ăn từ 25 cho đến 30 gram chất xơ một ngày. Tuy nhiên á, là đa phần á, là mình không có ăn đủ cái hàm lượng chất xơ khuyến cáo một ngày. Nó đến từ nhiều nguyên nhân, ví dụ như là mình không thích ăn rau, hay là vì cái cuộc sống của mình nó khá là vội vã cho nên mình không có đủ cái thời gian để mình chuẩn bị cái bữa ăn của mình cho tươm tất, hay là những cái dòng thực phẩm mà mình lựa chọn nó không phải là những thực phẩm giàu chất xơ, cho nên á, là cái hàm lượng chất xơ mình cung cấp vào cơ thể một ngày nó không đủ theo cái hàm lượng khuyến cáo. Thì cái hàm lượng chất xơ thì nó sẽ đóng góp rất là nhiều, lý do vì sao mình sử dụng chất xơ. Chất xơ thì nó sẽ giúp cho về cái hệ tiêu hóa của mình trở nên tốt hơn. Vậy thì các cái dòng PuraVita, các cái dòng sản phẩm bột trộn của PuraTost thì nó sẽ tập trung vào cái việc là nó sẽ giúp để đảm bảo về cân bằng dinh dưỡng. Thì những cái dòng PuraVita như là PuraVita Multi Cereal, PuraVita Dark Rye, thì đối với lại những cái dòng bánh mà làm với lại những cái dòng bột trộn PuraVita này á, thì một trong 100g bánh của các anh chị làm ra nó sẽ có là 3g chất xơ trong 100g bánh. Có nghĩa là nó đã cung cấp được 10% cái nhu cầu chất xơ hàng ngày mà mình cần thiết phải đưa vào cơ thể. Thì đó là những cái thông tin về các cái dòng bánh mì dinh dưỡng của PuraTost hiện tại đang bán trên thị trường, liên quan đến các dòng PuraVita, là cái dòng sản phẩm để cung cấp về hàm lượng chất xơ, giúp mình cân bằng về mặt dinh dưỡng. Câu hỏi thứ hai nó liên quan đến bánh mì làm bằng bột nguyên cám. Thì như các anh chị mình thấy rằng á, là gần đây cái xu hướng mà sử dụng bột nguyên cám á, nó tăng lên rất là nhiều. Thay vì trước đây là mình sử dụng các cái dòng sản phẩm bột mì trắng, là bánh mì trắng không có nguyên cám ở trong đó, và các thành phần cám thông thường nó sẽ được loại bỏ đi trong cái quá trình mà các nhà sản xuất bột mì của mình họ xay sát lúa mì và họ nghiền thành bột mì á, thì họ sẽ loại bỏ cái phần cám ra. Thì cái việc mà có mặt của cám ở trong cái bột mì thì nó làm cho cái bánh mì nó bị sậm đi. Mà trước đây cái xu hướng ăn bánh của mình thì mình muốn bánh mì mình trắng, cho nên á, là nhà sản xuất bột mì nào mà họ càng lấy được nhiều cái cám ra khỏi cái hạt lúa mì bao nhiêu thì cái bột mì nó càng trắng bấy nhiêu và càng được ưa chuộng bấy nhiêu. Tuy nhiên á, là trong bột mì của mình á, thì ở cái thành phần cám là cái nơi mà nó chứa rất là nhiều chất xơ và khoáng chất ở trong đó, cho nên là cái xu hướng sau này khi mà người tiêu dùng mình quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn á, thì mình lại có xu hướng là mình muốn sử dụng các cái sản phẩm làm bằng bột mì nguyên cám hơn là bột mì trắng. Và đối với những cái sản phẩm mà làm bằng bánh mà làm bằng bột mì nguyên cám thì cái hàm lượng chất xơ của nó dồi dào hơn, và cái hàm lượng khoáng chất mình đưa vào cơ thể nó cũng nhiều hơn. Vậy thì cái sản phẩm mà PuraVita Wholemeal là bột trộn bánh mì nguyên cám PuraTost nó sẽ khác so với lại cái bánh mì so với lại cái bột mì nguyên cám mà các anh chị mình có thể tìm thấy ở trên thị trường, nó khác nhau như thế nào? Thì nếu như các anh chị mình mua các dòng sản phẩm bột nguyên cám của những thương hiệu như là Bob Red Mill, hay là ở ngoài mình tìm các cái dòng gọi là bột mì nguyên cám á, thì nó là từ nguyên cái hạt lúa mì, tất nhiên là người ta phải tách cái vỏ trấu rồi nha các anh chị, nhưng mà người ta không có tách cái vỏ cám ra, và người ta nghiền nguyên cái hạt như vậy thì nó gọi là bột mì nguyên cám. Còn cái sản phẩm mà PuraVita Wholemeal là bột trộn bánh mì nguyên cám của PuraTost thì nó sẽ hơi khác hơn một chút, đó là thành phần chính của PuraVita Wholemeal là cám lúa mì, có nghĩa là cái phần cám đã bị tách ra trong cái quá trình mà người ta sản xuất bột mì trắng. Thì khi mà các anh chị mình mua cái PuraVita Wholemeal của PuraTost về thì các anh chị mình sẽ trộn với lại bột mì trắng để tạo thành bánh mì, để tạo thành bột mì nguyên cám. Và ngoài ra thì trong cái PuraVita Wholemeal của PuraTost á, thì còn có chứa các cái dòng improver để giúp cải thiện cấu trúc và chất lượng bánh, và nó cũng có thêm cái sourdough được sấy khô để nó giúp tăng cái hương vị cho cái dòng sản phẩm bánh của mình. Tại vì bánh mì bột nguyên cám thì lâu lâu các anh chị ăn, các anh chị nói rằng là nó có cái mùi cám, thì ở trong cái sản phẩm PuraVita Wholemeal của PuraTost nó có cái sourdough được sấy khô, và nó nhằm để giúp làm tăng cái hương vị của bánh mì bột nguyên cám, làm cho bánh mì bột nguyên cám của mình thơm ngon hơn. Và đối với lại cái sản phẩm PuraVita Wholemeal của PuraTost á, thì cái hàm lượng chất xơ nó rất là nhiều. Có nghĩa đối với PuraVita Wholemeal thì 100g bánh của mình có thể tiệm cận tới 5-6g chất xơ ở trong đó, có nghĩa là cái hàm lượng chất xơ nó cung cấp khi mà các anh chị bánh mì cám nó sẽ nhiều hơn rất là nhiều. Câu hỏi tiếp theo là vì sao bánh mì đen sau khi nướng bị khô và bở?
Thì công thức bánh mì đen, bị khô và bở. Thì ở đây bánh bột mì á, bột mì của mình là wheat, trong khi đó bánh mì đen nó là rye, có nghĩa là hai cái giống lúa này nó hai cái giống này nó hoàn toàn khác nhau. Và lúa mì á thì cái thành phần mà để nó tạo nên cái bảng gluten của nó nhiều hơn, và nó giúp tạo cái khung bảng gluten nó tốt hơn, nhờ đó mà cái quá trình mà bột mình nó nở lên á, nhờ con men, tại vì bánh của mình nó có xốp hay không, nó có mềm mại cấu trúc bên trong hay không, nó nhờ cái việc mà cái mạng gluten của mình nó giữ khí bên trong mà nó tạo cái cấu trúc bung xốp bên trong. Thì cái rye này á thì nó lại không có được cái chức năng giống như bột mì. Thì khi mà mình trộn một phần cái bột lúa bánh mì đen là lúa mạch á, lúa mạch mình trộn với bột mì á, thì cái gluten, chất lượng gluten trong cái đồ bột đó nó không giống như là cái chất lượng gluten trong bột mì trắng, do đó cái khả năng giữ khí của nó cũng không bằng, thì cái cấu trúc bên trong của mình nó sẽ kém bung xốp hơn, cho nên nó dễ khô và bở hơn. Hơn nữa, một phần nữa là trong cái bột mì để làm bột, để làm bánh mì đen là bột lúa mạch á, thì nó có là bột, nó có cám, thành phần cám ở trong đó nữa, và cái thành phần cám này thì nó cũng sẽ làm cho cái mạng gluten của mình nó khó hình thành hơn, cho nên cái bánh của mình nó dẫn đến cái việc là nó bị khô bở hơn. Cho nên là đối với lại những cái dòng sản phẩm bánh mì đen này thì bên Puratos sẽ có những cái dòng enzyme chuyên dụng để dành cho cái dòng sản phẩm bánh mì này, thì nó sẽ hoạt động ở trong cái đô bột đó, và nó sẽ giúp củng cố cái chất lượng mạng gluten bên trong, làm cho cái bánh của mình nó trở nên mềm mượt hơn. Tất nhiên nó sẽ không thể nào so sánh 100% giống như bánh mì trắng được, nhưng mà nó đâu đó nó sẽ cải thiện về cái vấn đề khô và bở cho khách hàng mình hơn. Câu hỏi tiếp theo là về cách nuôi sao ở đô. Ở đây chắc các anh chị mình cũng có một số anh chị mình nuôi sao đô, và có các anh chị mình đang mong muốn để nuôi sao đô, tìm cách để nuôi sao đô. Em cũng nuôi sao đô, và sao đô của em thì em nuôi được hơn 5 năm rồi, và mình duy trì ở trong tủ lạnh. Và để nói về cách nuôi thì nó cũng khá là dài, tuy nhiên em sẽ tóm tắt lại sơ qua như thế này, đó là thứ nhất đó là sao đô thì nó sẽ được hình thành bởi bột. Nó có thể là bột mì, nó cũng có thể là bột bất cứ một thứ bột nào đó mà các chị mình mong muốn để mình làm sao đô ha. Tuy nhiên bột thì mình phải lưu ý là bột của mình nó phải có chất lượng tốt, và mình trộn với lại chất lỏng, thì chất lỏng nó có thể là nước, nó có thể là nước ép trái cây, nó có thể là nước dừa, nó có thể bất cứ một cái loại nước nào mà các chị mình mong muốn ha. Có thể nước ép nho, nước ép táo, mình trộn lại với nhau, và sau đó là mình trong cái hỗn hợp trộn nó của mình thì nó sẽ có những cái vi sinh vật nó đến từ trong tự nhiên, nó đến từ trong bột mì, nó đến từ trong nước, nó đến từ trong không khí, và nó sinh sống ở trong cái môi trường đó, mà nó định hình cái môi trường sống của nó. Thì theo thời gian mình sẽ cho ăn, mình lấy bớt ra rồi mình cho ăn từ từ, và mình nuôi cho cái sào đô của mình nó khỏe hơn. Và cái sào đô thì trong cái sào đô của mình nó sẽ có là men tự nhiên, và nó cũng có những cái chủng vi khuẩn nó nằm ở trong đó, vi khuẩn có lợi nằm ở trong đó, và mình sử dụng nó để mình thay thế cho men công nghiệp, hoặc là mình bổ sung thêm với men công nghiệp để mình làm bánh. Thì em Dạ, không biết liên là liên quan đến cái chủ đề sourdough thì tháng tháng 8 năm 2021, công ty Puratos Ramlay có tổ chức một cái talk show cũng với hình thức là online và đào sâu cái chủ đề này. Và nếu như mà anh chị nào có quan tâm tới cái chủ đề về sourdough, các anh chị có thể vào trang YouTube của công ty Puratos Ramlay để nghe lại cái buổi talk show của ngày hôm đó. Thì cái buổi talk show ngày hôm đó là tụi em nói rất sâu về cái cách nuôi và cái ứng dụng, cũng giống như là các cái tình huống mà mình có thể gặp phải, cách xử lý khi mà nuôi sourdough ạ. Tại vì nói về sao đồ thì nó là một cái câu chuyện nó rất là dài, cho nên nó là với thời lượng chương trình ngày hôm nay thì em cũng không thể nào em nói hết được, cho nên là trong như chị Nguyên có chia sẻ thì các anh chị mình có thể tìm lại cái chương trình đó để mình nghe lại, và trong trường hợp mình cảm thấy mình thắc mắc nữa thì mình có thể nhắn tin về chương trình, về công ty, và công ty sẽ giải đáp lại cho mình thêm ha. Câu hỏi tiếp theo là về thông tin về hạt nảy mầm. À, Hà ơi, trước khi mà mình chuyển qua cái câu hỏi về hạt nảy mầm á, thì có một khách hàng hỏi, nhờ Hà trả lời giùm, là mình hay làm bánh mì nguyên cám bằng bột cắt rai Whole Milk Buravita của Buratos, nhưng khi nhồi xong tạo hình cho vào khuôn để nở thì bánh hay bị rách mặt. Vậy thì làm sao khắc phục, và khi làm bánh mì nguyên cám thì có cần dùng S500 melting không? Đưa vào khuôn hay bị rách mặt là mình đang làm ứng dụng bánh sandwich anh hả? Hay là bánh bánh gì ta?
Nói chung là bánh thì tất nhiên như hồi nãy em có giải thích là đối với những cái công thức mà mình sử dụng bột nguyên cám hay là bột lúa mạch đen á, thì cái, nó có chứa cái thành phần cám, và cái thành phần cám này nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái quá trình hình thành mạng gluten của mình. Do đó cái mạng gluten của mình nó kém dẻo dai hơn, thì khi mà mình thao tác tạo hình á, các anh chị mình thấy là giống như là quả bóng bay thôi. Nếu như mà mình tìm các cái quả bóng bay mà nó rất là mỏng á, mỏng manh á, thì nó rất là dễ, khi mà mình thổi nó rất là dễ vỡ, nó rất là dễ rách. Còn đối với lại những cái bóng bay mà nó làm với cái chất liệu mà nó tốt hơn á, thì mình thổi nó sẽ căng lên rất là nhiều, và nó hạn chế cái việc mà nó bị rách. Vậy thì cái mạng gluten này nó cũng tương tự như vậy. Thì nếu như mạng gluten của mình mà nó càng dẻo dai bao nhiêu, nó càng tốt bấy nhiêu, thì nó càng hạn chế cái việc nó bị rách bấy nhiêu. Và đối với lại bánh mì nguyên cám hay là bánh mì rai, nó dễ bị hiện tượng đó. Thứ nhất đó là cái loại bột mì để mình phối trộn chung á, mình đã sử dụng cái loại bột mì tốt hay chưa. Mình đối với lại nguyên cám, sử dụng nguyên cám của Protot là mình phải trộn với lại bột mì trắng ha, hay là bột bánh mì đen mình cũng trộn với bột mì trắng, thì mình nên lưu ý lựa chọn các cái bột mì với hàm lượng protein nó cao một chút, từ 11.5 12% hoặc 13% trở lên, thì nó sẽ giúp cho cái mạng gluten của mình trong cái đô bột đó nó tốt hơn. Thì cái việc mà mình thao tác tạo hình sau đó nó cũng sẽ dễ dàng hơn và nó đẹp hơn. Thứ hai nữa là cái việc mà mình sử dụng đúng cái loại improver này để nó giúp nó hỗ trợ cái đô bột đó, thì nó cũng sẽ giúp hạn chế cái việc mà bánh của mình nó bị rách mặt hơn. Thì tùy vào cái ứng dụng bánh của mình là gì mà mình sử dụng, có thể sử dụng là Tupan A hay là S500 Melting hay là S500 Active Plus hoặc S500 Ultra thì đều được hết. Những cái dòng improver này nó đều giúp để nó hỗ trợ cho cái mạng gluten của mình. Và đối với lại bánh mì đen, nếu mà mình làm sandwich đi, thì mình có thể thử sử dụng qua cái S500 Ultra. Nếu như mà mình đang sử dụng cái S500 Melting nó đang bị rách mặt á, thì mình sử dụng qua cái S500 Ultra, bởi vì các thành phần trong S500 Ultra hoặc S500 Active Plus thì những cái thành phần đó nó tập trung, nó xử lý về cái đồ bột nó khá là nhiều. Thì cái đồ bột của mình mà mình phối trộn như này nó yếu hơn á, thì mình tìm đến những cái dòng improver nó cái khả năng để nó tác động lên cái mạng gluten của mình nhiều hơn á, thì nó sẽ giúp để xử lý về cái vấn đề nó hạn chế cái việc mà nó bị rách mặt trong quá trình tạo hình luôn. Và trong cái quá trình mình nghỉ bột để mình chuẩn bị đến cái thao tác mà mình tạo hình á, thì mình lưu ý lại xem thử cái thời gian nghỉ bột của mình nó có dài quá không, hay nhiệt độ đô bột của mình nó đánh ra nó có nhiều, nó có cao quá không. Và trong cái quá trình nghỉ bột đấy của mình, cái đô bột của mình nó đã nổi phồng phành lên rồi á, thì khi mình thao tác chắc chắn nó sẽ bị rách đó. Cho nên mình lưu ý là mình đánh cái nhiệt độ đô bột nó cũng thấp hơn một chút, thì quá trình tạo hình nó cũng sẽ trở nên nó dễ hơn. Và cái quá trình nghỉ bột đó thì mình cũng lưu ý là mình cũng đừng nghỉ quá dài, để cho cái đô bột của mình nó đừng có bị khí nó đã nở lên trong cái đô bột rồi, thì khi mà mình thao tác nó cũng sẽ dễ bị rách hơn. Dạ, không biết câu trả lời của em đã giải đáp được thắc mắc của mình chưa ạ? Chị nghĩ là khá là đầy đủ rồi đó Hà ơi. Dạ. Vậy thì em sẽ đi vào cái phần tiếp theo là về thông tin hạt nảy mầm. Thì hiện tại sản phẩm hạt lúa mạch nảy mầm ngâm trong sao đô của Protot thì hiện tại đang được bán rộng rãi trên thị trường. Và cái lý do vì sao mà Protot lại lựa chọn hạt nảy mầm thay vì là hạt bình thường á, thì nó đến từ rất là nhiều các nguyên nhân. Thứ nhất là đối với các cái loại hạt mà nảy mầm á, thì thứ nhất nó phải là hạt nguyên cám. Thì như nãy giờ mình có trao đổi về hạt nguyên cám là gì và lý do vì sao mà hạt nguyên cám nó lại tốt cho sức khỏe, thì nó nhờ cái hàm lượng chất xơ đến từ lớp vỏ cám, và đồng thời là cái hàm lượng khoáng chất đến từ cái lớp vỏ cám. Thì thứ nhất, hạt nảy mầm nó là hạt nguyên cám, cho nên nó có đầy đủ các cái yếu tố về mặt dinh dưỡng như là bột nguyên cám. Cái thứ hai á, là trong quá trình mà hạt nảy mầm á, thì nó sẽ giúp nó tăng cái hàm lượng khoáng chất cũng như là hàm lượng vitamin ở trong cái hạt nhiều hơn so với hạt chưa nảy mầm. Cái hàm lượng vitamin và khoáng chất nó sẽ tăng lên trong cái quá trình nảy mầm. Như vậy thì cùng một cái khối lượng hạt mà mình ăn vào á, thì khi mà mình ăn hạt nảy mầm á, thì cái dưỡng chất mà mình đưa vào cơ thể nó sẽ nhiều hơn so với là hạt chưa nảy mầm, là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là cái hàm lượng khoáng chất ở trong cái lớp vỏ cám nó rất là nhiều. Tuy nhiên á, là trong cái lớp vỏ cám nó còn có một cái hàm lượng chất khác, nó gọi là phytic acid. Nghe nó hơi lạ nhưng mà nó có tồn tại trong lớp vỏ cám, và cái phytic acid này nó sẽ ngăn cản cơ thể mình hấp thụ cái khoáng chất vào cơ thể. Do đó, cái quá trình nảy mầm này nó sẽ giúp để nó phân hủy cái hàm lượng phytic acid đó, và cơ thể mình sẽ hấp thụ được khoáng chất nó được nhiều hơn.
Em lấy ví dụ như là một cái hạt bình thường cũng là hạt nguyên cám, mình ăn vào cơ thể mình chỉ có thể hấp thụ được khoảng 50% cái hàm lượng khoáng chất đấy từ lớp vỏ cám thôi. Thì khi cái hạt nó được nảy mầm thì mình có thể hấp thụ được đến 80-90% cái hàm lượng khoáng chất đến từ cái hạt đó. Có nghĩa là cùng một cái khối lượng hạt các anh chị mình ăn thì cái hàm lượng dưỡng chất thứ nhất mình đưa vào cơ thể nhiều và cái khả năng mình hấp thụ được cái dưỡng chất đó nó lại nhiều hơn nữa. Đó là lý do vì sao mà mình sử dụng cái hạt nảy mầm, Furatos lựa chọn cái hạt nảy mầm để mình đưa ra thị trường trong cái thời điểm này. Cái thứ hai nữa là đối với lại cái hạt nảy mầm của Puratos á, thì Puratos có nguyên một cái quy trình riêng để làm hạt nảy mầm. Thay vì những nơi khác khi mà mình nảy mầm hạt xong á, thì mình dừng lại, thì Puratos không dừng lại ở đó. Sau khi hạt đã nảy mầm xong rồi á, thì tiếp tục là mình cho nó lên men trong vòng một tuần nữa. Và trong cái quá trình đó thì nó sẽ giúp làm cho cái thúc đẩy cái hương vị của cái hạt nảy mầm lên rất là nhiều. Nhờ vào quá trình lên men thì các cái enzyme nó phân giải cái tinh bột thành đường, và cái quá trình lên men này thì nó sẽ chuyển hóa cái đường nó thành caramel, làm cho mình cảm thấy khi mà mình ăn cái hạt này cái hương vị, cái mùi vị của nó thơm ngon hơn rất là nhiều so với lại cái hạt nảy mầm bình thường khác. Đó là những thông tin về hạt nảy mầm của Puratos. Dạ, hiện tại thì về cái hạt nảy mầm của Puratos thì cũng đang gọi là tạo ra những cái cơn sốt ở các cái tiệm bánh. Cho nên là các anh chị nếu như mà mình có cần các cái công thức làm bánh mà liên quan tới hạt nảy mầm thì các anh chị có thể nhắn tin cho trên Facebook của công ty và tụi em sẽ gửi cái bộ công thức ạ. Dạ. Em đi vào phần tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi về dùng loại men nào để ra chất lượng tốt nhất. Thì cái câu hỏi này là một câu hỏi rất là khó trả lời, tại vì em cũng không có một sự gọi là một cái câu trả lời là nên sử dụng men nào hay là nên dùng men của nhãn hiệu nào, tại vì là nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái tiêu chí về chất lượng mà mình đặt ra. Tuy nhiên á, là em chỉ có một vài cái nhận xét hay là quan sát như sau. Thứ nhất là ngoài thị trường thì mình có men khô và men tươi. Thì đối với lại cái việc mà mình sử dụng men tươi á, men tươi là những cái men mà người ta đóng thành những cái khối á, và men khô là người ta đóng trong những cái gói và nó thành những cái hạt hạt nhỏ đó. Thì cái việc mà khi mà mình sử dụng men tươi á, thì cái mùi thơm á, nó cái mùi thơm của bánh á, nó sẽ tốt hơn là men khô. Đặc biệt là trong những cái ứng dụng bánh mà bánh cấp đông như hồi nãy là cấp đông double khi chưa lên men mà phải tăng cái lượng men trong công thức á, thì mình nên dùng men tươi hơn là men khô. Tại vì khi mà mình tăng cái lượng men khô nhiều quá thì nó bị cái mùi men nó rất là khó chịu, và một số người thì họ không thích cái mùi men khô đó, họ thích mùi men tươi hơn. Cái thứ hai nữa là cái khả năng mà chịu lạnh của men tươi nó cũng sẽ tốt hơn men khô. Thì nếu mình làm bánh mì cấp đông mà cấp đông double khi chưa lên men á, thì mình có thể sử dụng men tươi hơn là men khô. Và mình lưu ý một cái là đối với công thức thì mình chuyển đổi từ men khô thành men tươi á, thì mình sẽ nhân đôi hoặc nhân ba nó lên. Ví dụ như bình thường mình đang sử dụng cái men khô là 10 gram á, thì khi mình chuyển sang mình dùng men tươi mình tăng lên gấp đôi là 20 gram. Và men á, thì các anh chị mình sẽ thấy là men ở ngoài thị trường nó sẽ có hai cái nhãn hiệu là nhãn vàng và nhãn đỏ. Thì đối với những công thức mà trong công thức mình sử dụng gọi là bánh mì lạt mà mình ít đường và ít chất béo á, thì mình sử dụng nhãn đỏ. Và đối với những công thức mà mình có đường và chất béo thì mình nên dùng nhãn vàng. Tại vì cái men nhãn vàng là cái men mà người ta đã được thiết kế dành riêng cho những cái đô bột mà nó có cái hàm lượng đường và chất béo cao. Vì nó thì nó ở trong cái môi trường mà đường và chất béo cao như vậy thì cái men nhãn vàng nó sẽ hoạt động tốt hơn. Thì đó là những cái lưu ý khi mình sử dụng men thôi. Và các anh chị mình cũng có thể thử để mà mình xem mình lựa chọn cái men nào nó phù hợp với lại bản thân mình nhất. Cái câu hỏi tiếp theo là các cái loại bột mì có chất bảo quản không, và tính chất độc hại nếu có. Độc hại là này là độc hại của chất bảo quản hay là độc hại của bột mì, em không rõ lắm. Nhưng mà thông thường á, các loại bột mì họ sẽ không có pha trộn cái chất bảo quản vào bên trong. Tại vì theo luật Việt Nam của mình, nếu như mà mình đưa cái chất bảo quản vào trong bất cứ một cái sản phẩm nào thì mình sẽ phải ghi nó trên label. Và thông thường đối với các loại bột mì thì em cũng không thấy là ở đâu người ta có đưa chất bảo quản vào. Tại vì khi mà mình đưa cái chất bảo quản vào, thứ nhất nó sẽ làm ức chế cái sự hoạt động của các cái vi sinh vật có hại ha, để cho nó bị mốc hay là bị gọi là bánh mì nó bị nhiễm vi sinh á, thì cái chất bảo quản này nó sẽ giúp ức chế và bánh của mình nó sẽ bị lâu bị mốc, nó lâu bị nhiễm vi sinh hơn. Tuy nhiên á, là nó cũng sẽ ức chế luôn hoạt động con men. Cho nên là đối với những cái công thức bánh mà mình sử dụng chất bảo quản chẳng hạn á, thì cái thời gian ủ nó sẽ bị kéo dài hơn rất là nhiều. So với việc là nếu bình thường mình sử dụng công thức bình thường mà mình ủ chỉ có 1 tiếng hơn, thì khi mà mình đưa vào chất bảo quản vào thì nó có thể tăng lên 3-4 tiếng, tại vì nó ức chế luôn hoạt động của con men. Còn cái việc mà mình sử dụng chất bảo quản nó có tác hại gì đến đến
cơ thể hay không á, thì cái việc sử dụng chất bảo quản á, mình cũng phải tuân theo cái quy định của Bộ Y tế, và người ta sẽ có những cái ngưỡng để xác định rằng là đối với chất bảo quản này mình chỉ được sử dụng là tối đa là bao nhiêu gram trên trên 100 gram thành phẩm bánh chẳng hạn, thì cái đó là nó sẽ có luật, và những cái người mà sản xuất thì họ cũng sẽ phải tuyệt đối là tuân thủ theo cái luật đó. Và thực sự đó là cá nhân em nhé, thay vì với cái việc mà mình phải ăn một cái sản phẩm bánh nó bị nhiễm vi sinh, bị mốc, thì nó sẽ độc hại hơn rất là nhiều so với cái việc mà mình sử dụng một cái thành phẩm bánh mà nó được bảo vệ bởi những cái chất bảo quản. Cho nên là ở đây nó sẽ tùy thuộc vào cái mục tiêu sản phẩm của mình mà mình có thể lựa chọn là chất bảo quản hay không. Thêm một cái nữa đó là nó sẽ tùy thuộc vào cái thời gian bảo quản bánh của mình. Ví dụ như bánh mà các anh chị mình chỉ để khoảng chừng 5 ngày độ lại thôi thì cũng không nhất thiết là mình phải đưa chất bảo quản vào để làm gì. Hay là những dòng sản phẩm bánh mà mình cấp đông thì cũng không nhất thiết mình phải đưa vào chất bảo quản vào làm gì hết, nó cũng không có ý nghĩa. Còn trong trường hợp mà với những cái dòng sản phẩm bánh mà mình muốn kéo dài cái hạn sử dụng nó lâu hơn á, thì để đảm bảo cái việc người tiêu dùng họ ăn những cái dòng sản phẩm nó bị nhiễm vi sinh vật có hại hay là bị nhiễm mốc á, nó dẫn đến ngộ độc á, thì cái việc mà mình đưa chất bảo quản vào thì mình sẽ giúp để bảo đảm về tính an toàn cho người tiêu dùng nhiều hơn. Câu hỏi tiếp theo á, là khi mà sử dụng bột mì bị mọt thì nó có ảnh hưởng chất lượng bánh thành phẩm hay không? Thì chắc chắn là có nha các anh chị. Tuy nhiên là cái việc khi mà mình phát hiện mọt ở trong bột mì á, thì mình cũng phải đánh giá xem thử á, là thực sự là mọt nó dẫn đến từ bột mì hay là nó bị nhiễm bởi cái khu vực xung quanh. Ví dụ như cái kho lưu trữ nguyên liệu của mình á, và mình có rất là nhiều nguyên liệu xung quanh, và biết đâu là mọt nó khi mà nó đến là nó đến từ các cái nguyên liệu khác, hay là nó đến thực sự từ trong cái bột mì của mình. Thì nếu như mà do là nó bị từ các cái nguyên liệu khác mà nó chỉ bám ở bên ngoài thôi, và bên trong cái bao bột mì của mình nó không có mọt đó, thì mình vẫn cân nhắc là mình xem, mình test thử xem thử là nó có sử dụng được hay không nhá. Còn nếu như mà thực sự trong bột mì nó xuất hiện mọt rồi thì các anh chị mình cũng không nên sử dụng nữa, tại vì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng bánh thành phẩm sau cùng. Có một cái phương pháp mà em đang áp dụng khi mà em sử dụng bột mì, đó là nếu như mà mình mua một cái khối lượng bột mì, mình sử dụng bột mì ở nhà nhé, và nếu như mình có một cái mình mua một cái khối lượng bột mì nó quá nhiều, và mình tại vì mình muốn tiết kiệm, mình mua một cái bao lớn thay vì mình mua bao lẻ thì nó sẽ mắc tiền hơn, thì mình có thể là chia nhỏ ra và mình đóng gói vào những túi hút chân không á, thì nó cũng sẽ giúp là cái bột mì của mình nó kéo dài cái thời gian nó bị ảnh hưởng bởi mọt hơn. Thì đó là cái cách để mình xử lý. Câu hỏi tiếp theo là về cách tạo hình chuẩn bánh mì sandwich để kinh doanh. Thì đối với lại bánh mì sandwich thì thường á, là nó sẽ nếu mà nói về cái ngoại quan bên ngoài của bánh sandwich mà đạt yêu cầu là khi mình nướng xong nó không có bị hóp cái thành lại, tức là nó vẫn giữ được cái khối vuông của bánh sandwich á, thì thông thường mình sẽ phải lưu ý đến công thức, nguyên liệu và quy trình. Đối với về mặt công thức và nguyên liệu thì mình nên sử dụng những cái bột mì nó cũng đừng có mạnh quá. Nói chung đối với sandwich thì mình cũng đừng có sử dụng cái bột mì mà tới 13% protein, nó mạnh quá thì nó cũng sẽ dẫn đến cái hiện tượng nó bị móp vành. Thứ hai á là khi mà mình nướng á, thì mình lưu ý là mình nướng chín. Mình nếu như mình nướng bánh chưa chín mình lấy ra á, vì một vài lý do, ví dụ như mình nướng nhiệt độ quá cao và mình mở nắp ra mình cảm thấy nó vàng rồi, mình lấy ra bên trong nó chưa có chín nữa thì bánh nó sẽ bị sụp. Thứ hai nữa là khi mà mình tạo hình sandwich á, thì nó có những cái phương pháp để nó hạn chế cái việc mà bánh bị sụp, đó là mình chia nhỏ cái khối lượng bột ra. Ví dụ như khuôn của mình là cái khuôn là 1 ký chẳng hạn, thì mình chia nó thành 5 cục, mình xếp vào trong cái khuôn, thì nó sẽ giúp để nó hạn chế cái việc mà bánh của mình nó bị sụp hơn. Thay vì là mình cân nguyên hẳn 1 ký đô bột sống mình đưa vào trong cái đô bột, thì mình nên chia nhỏ nó ra, mình đưa vào thì nó sẽ giúp hỗ trợ để nó làm cho cái bánh của mình nó đỡ bị sụp cái hông hơn. Nếu như bánh sandwich của mình kinh doanh và mình muốn để từ 3 ngày 5 ngày á, thì mình lưu ý là mình sử dụng thêm cái giải pháp S500 melting để nó giúp cho giữ cái bánh của mình nó giữ được cái độ mềm và độ ẩm tốt hơn. Còn nếu như mà mình muốn giữ cái bánh của mình nó giữ dài ngày hơn nữa, thì mình có thể lưu ý sử dụng qua cái sản phẩm softer melting, thì cái mức độ mà giữ cái độ tươi và làm chậm quá trình thoái hóa trong cái softer melting thì nó sẽ nhiều hơn trong cái S500 melting, thì nhờ đó là mình sẽ giữ được cái hạn sử dụng nó dài hơn để phục vụ cho cái mục tiêu kinh doanh của mình. Thì em không biết là cái câu hỏi về bánh mì sandwich này nó có đáp ứng được cái thắc mắc của khách hàng mình chưa? Dạ không biết anh chị gửi câu hỏi này có đang tham gia không ạ? Nếu như mà có thì các anh chị phản hồi giúp em là với cái giải đáp của bạn Hà đã thỏa đáng chưa ạ?
Chắc thời gian cũng không còn nhiều nữa, chắc là mình đi tiếp hai Dạ. câu hỏi cuối đi hà. Dạ, vậy em sẽ đi luôn vào hai câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi tiếp theo là vì sao lại cho bơ vào quý trong quá trình trộn và cái thời điểm cho bơ vào và tỷ lệ phù hợp. Tỷ lệ bơ thì nó sẽ phụ thuộc vào ứng dụng bánh. Ví dụ như mình làm bánh mì bun, mình làm bánh mì hot dog đó, thì cái lượng bơ nó sẽ khác. Mình làm bánh mì brioche thì hiển nhiên cái lượng bơ mình đưa vào nó sẽ khác. Hay là mình làm những cái dòng bánh thậm chí cao cấp hơn nữa như là panettone đó, thì cái lượng bơ của mình nó sẽ lại càng nhiều hơn nữa. Cho nên cái tỷ lệ bơ nó sẽ tùy thuộc rất là nhiều vào cái ứng dụng bánh của mình đang làm là bánh mì gì để mà mình quyết định. Ví dụ như là bánh bun đi thì nó có thể là từ 5% bơ, 10% bơ, hay là bánh mì brioche thì có thể lên tới 30% bơ, hay thậm chí panettone nó có thể lên tới 40% bơ, 50% bơ trong công thức. Thì cái việc mà cái tỷ lệ bơ nó tùy thuộc vào cái ứng dụng bánh. Lý do vì sao mà mình phải cho bơ vào cuối trong quá trình trộn, thì thông thường là nếu như lượng bơ mình cho vào khá là nhiều trên 5%, nếu như 1-2% ok mình có thể cho vào, nhưng mà mình cũng sẽ cho vào vào cái giai đoạn là khi mà mình đã bột mì của mình nó đã ngấm nước rồi, nó đã tiếp xúc với nước rồi, thì lúc đó mình cho bơ vào. Lý do vì sao? Bởi vì để mình thành được, hình thành được cái mạng gluten thì mình cần bột mì nó phải tiếp xúc được với nước. Và cái việc mà mình đưa cái pha béo vào á, mình đưa cái chất béo vào trong cái hỗn hợp quá sớm á, thì nó sẽ ngăn cản cái việc mà bột mì mình tiếp xúc với nước, và nó sẽ làm cho cái quá trình hình thành mạng gluten của mình nó chậm hơn, nó lâu hơn, nó mất thời gian hơn, và cái việc mình hình thành mạng gluten của mình nó cũng sẽ không có, cái mạng gluten của mình, cái chất lượng của mạng gluten nó cũng sẽ không tốt bằng. Đó là lý do vì sao mà mình không cho bơ vào ngay từ đầu, để cho nó hạn chế cái việc là để cho bơ nó không có ngăn cản bột mì mình tiếp xúc với nước để hình thành cái mạng gluten, là một trong những cái yếu tố tiên quyết để quyết định cái chất lượng bánh thành phẩm sau cùng. Cái thời điểm cho bơ vào á, thì nếu như mà cái lượng bơ của mình ít á, khoảng chừng là dưới 5% á, thì em sẽ quan sát là khi mà bột mì nó đã ngậm nước hết rồi, thông thường là mình sẽ chạy khoảng 4 phút chậm á, để cho bột mì nó hoàn toàn nó ngấm với nước, thì lúc đó mình có thể cho bơ vào để mình đánh. Nếu như cái lượng bơ của mình nó quá nhiều, như là brioche là 30% hay là như panettone là 40-50% á, thì mình sẽ chia bơ thành từng phần nhỏ và mình cho vào từ từ. Và cái thời điểm mình cho là khi mà mình thấy cái mạng gluten của mình nó gần hình thành rồi á. Thì trong trường hợp ví dụ như mình đánh bột là 4 phút chậm thì khoảng 4 phút nhanh, khi mà mình thấy là cái độ bột của mình nó gần, nó sắp sửa nó hình thành rồi á, thì lúc đó mình mới cho bơ vào, và mình cho bơ vào từ 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 từ, thì nó sẽ tốt nhất cho cái độ bột của mình. Đó là câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi cuối cùng là trộn bột như thế nào để gluten không rách. Theo kinh nghiệm của em á, thì khi mình trộn bột á, thì mình sẽ đánh cái giai đoạn chậm á. Thông thường các anh mình sẽ đánh cái giai đoạn chậm khá là nhanh, mình đánh xong rồi mình chuyển sang cái tốc độ nhanh để cho nó hình thành cái mạng gluten nó nhanh. Tuy nhiên á, là mình đánh cái giai đoạn chậm, tại vì đánh bánh mì nó chỉ có hai cái tốc độ thôi, là nhanh và chậm thôi, thì mình đánh bánh cái giai đoạn chậm á, mình đánh nó khoảng 4 phút á, để nó giúp cho bột mì mình ngậm hết nước vào trong bột mì á, thì lúc đó mình chuyển sang cái giai đoạn nhanh để nó lúc này nó tái tạo cái cấu trúc bên trong, nó hình thành cái mạng gluten á, thì nó sẽ thì cái mạng gluten của mình nó sẽ hình thành, nó sẽ đỡ nhanh bị rách hơn. Thứ hai nữa là cái việc mà trong công thức của mình á, mình sử dụng cái muối á, nó cũng sẽ giúp để nó hình thành cái mạng gluten của mình nó tốt hơn, và nó cũng sẽ đỡ bị rách hơn. Improver phụ gia mình sử dụng nó phù hợp để nó giúp giữ cái tăng cái độ mạnh cho cái mạng gluten của mình á, thì nó cũng sẽ làm cho cái mạng gluten của mình nó đỡ bị nhanh rách hơn. Còn cái việc mà mình đánh bột mà mình đánh tốc độ cao quá nhiều, mình đánh thời gian quá lâu á, thì chắc chắn là cái mạng gluten của mình nó sẽ rách rồi, cho nên mà mình cũng phải xác định cái quy trình trộn bột cho nó phù hợp, và cái này nó sẽ phải phụ thuộc vào kinh nghiệm của mình rất là nhiều. Dạ, thì đó là xong cái phần mà em giải đáp các thắc mắc. Dạ. Hà ơi, có một câu hỏi gửi về là phụ gia authentic có sử dụng được trong bánh mì hoa cúc không? Dạ. Ở đây cái sản phẩm authentic của mà hiện tại bên em đang bán ở Việt Nam, nó là Authentic Durum, thì Authentic nó không phải là phụ gia nha các anh chị. Em cũng giải thích khá là nhiều lần, tại vì là mình cứ lầm tưởng là Authentic nó là phụ gia, nhưng mà Authentic nó không phải là phụ gia, nó là một tổ hợp của sao đô từ giống lúa Durum.
Đó là lý do vì sao mà nó có cái tên là Authentic Durum. Nó được lên men từ giống lúa Durum và nó được sấy khô thành dạng bột để nó đưa vào trong cái sản phẩm Authentic này. Thì trong cái sản phẩm Authentic này, ngoài cái sào đô được sấy khô thì nó còn có thêm men và nó còn có thêm enzyme ở bên trong đó. Thì nó không phải là phụ gia và nó được sử dụng để mình thay thế cái sào đô là cái men tự nhiên và nó làm cho cái mục tiêu của mình khi mình đưa cái Authentic này vào là để nó giúp để cho cái hương vị bánh của mình nó trở nên thơm ngon hơn, nó mang cái mùi hương cực kỳ riêng biệt mà không mà mình không có được với các cái nguyên liệu khác. Thì Authentic này á, đối với lại các cái dòng sào đô các anh chị mình thấy thì thông thường đối với sào đô men tự nhiên thì thường để nổi bật cái hương vị của nó lên nhất thì người ta sẽ đưa vào trong các công thức bánh lạt, tức là trong công thức nó càng đơn giản bao nhiêu thì cái mùi hương từ sào đô nó sẽ càng nổi bật bấy nhiêu. Do đó các anh chị mình sẽ thường thấy rằng là cái sản phẩm Authentic Durum này bên em sẽ thường đưa và giới thiệu vào trong những công thức bánh lạt, ví dụ như bánh mì baguette hay là các cái dòng bánh toast hay là ciabatta, focaccia, tức là những cái công thức mà cái nền nó rất là đơn giản để nó nổi bật được cái hương vị của Authentic lên hơn. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa rằng là Authentic không đưa được vào trong các ứng dụng bánh mì mềm như là sandwich hay là brioche. Chỉ có một điều là khi mà mình đưa vào trong các cái công thức mà nó có nhiều cái nguyên liệu khác như là trứng, như là bơ thì cái mùi hương đến từ cái mùi thơm nó đến từ cái Authentic này nó sẽ không nổi trội bằng cái việc là mình đưa Authentic vào trong những cái ứng dụng, trong những cái công thức đơn giản khác. Tuy nhiên là nó không có nghĩa là không sử dụng được nha các anh chị. Trong trường hợp nếu như mà mình muốn đưa cái Authentic vào thì mình vẫn có thể đưa vào trong cái công thức bánh brioche được. Tuy nhiên là mình lưu ý là khi mà mình đưa Authentic vào trong cái công thức bánh mì brioche thì mình lưu ý là mình bổ sung thêm một chút xíu men vào đây, tại vì là trong công thức mình có nhiều đường, có nhiều chất béo này kia thì nó cũng sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình lên men. Và Authentic thì nó làm men tự nhiên sấy khô, nó có cả men bổ sung vào. Tuy nhiên là nếu mà mình làm trong cái công thức mà bánh mì nó nhiều nguyên liệu phức tạp quá thì các anh chị mình nên bổ sung thêm men vào để nó hỗ trợ cái quá trình lên men của mình nó được tốt hơn. Cảm ơn phần trả lời của Hà nha. Dạ. Rồi mình còn hai cái nội dung cuối nữa nhờ Hà cho trả lời giúp chị. Dạ các anh chị mình ơi, tất cả những cái vấn đề mà các anh chị mình gặp phải trong quá trình sử dụng sản phẩm của công ty Bulatop Remlay cũng giống như là các cái quá trình thao tác, nếu như mà mình có bất kỳ những cái khó khăn nào thì các anh chị hoàn toàn có thể liên lạc với lại các chuyên gia của Bulatop tại đâu. Em xin giới thiệu những cái nơi mà các anh chị mình có thể đặt các cái câu hỏi liên quan tới sản phẩm cũng giống như là các quy trình sử dụng của các sản phẩm của công ty Bulatop Remlay. Đầu tiên là tại Facebook của công ty. Thứ hai là công ty có tạo một cái cộng đồng Bulatop Baker thì các anh chị mình có thể tham gia, và ở trong cộng đồng đó thì có tất cả các bạn chuyên gia của công ty hiện diện ở trong đó, cho nên là khi mình có bất kỳ vấn đề gì thì mình cứ đăng lên và các bạn ấy sẽ vào và giải đáp. Và cuối cùng là hotline hoàn toàn miễn phí của công ty 1800 72 47, thì nhánh số 4 sẽ là gặp các bạn kỹ thuật về bánh mì, số 5 là bánh ngọt và số 6 là sô cô la. Hà chạy tiếp slide giúp chị với. Dạ, một lần nữa thì thay mặt cho công ty Bulatop Remlay, tụi em rất là cảm ơn tất cả các anh chị và mong nhận được các cái phản hồi từ các anh chị. Nhờ các anh chị mình là scan cái QR code trên màn hình để cho tụi em lắng nghe cái ý kiến phản hồi về chất lượng của buổi talk show ngày hôm nay, để trong các cái chương trình talk show tiếp theo tụi em sẽ cải thiện và ngày càng hoàn thiện hơn ạ. Các anh chị giúp em scan cái màn hình QR code nhé, và gửi cái đóng góp của các anh chị về cho tụi em ạ, để các chương trình sau tụi em sẽ làm tốt hơn. Dạ. Và một lần nữa cảm ơn tất cả các anh dạ. chị rất nhiều. Dạ, em cũng xin cảm ơn các anh chị đã tham gia chương trình ngày hôm nay và lắng nghe chương trình từ đầu buổi tới giờ. Thì trong quá trình trình bày của em, nếu như có phần nào mà mình chưa rõ hoặc mình cần tìm hiểu kỹ hơn á, thì có thể gửi thông tin về công ty và bên em sẽ hỗ trợ để trả lời tới các anh chị ạ. Dạ, một lần nữa thay mặt cho công ty Bulatop Remlay Việt Nam ạ, tụi em cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ, và chúc cả nhà mình có một buổi chiều thứ sáu thật là vui ạ.
Hà cứ để màn hình giúp chị nha, để các Dạ. anh chị nào kiểu chưa có kịp scan thì mọi người scan.